Vâng, thì chào bác nhá. Chào mừng các bác đã quay trở lại với kênh của em. Tiếp tục với chương trình video thì lên nhanh bác một số mà hàng em đang phân phối nhá. Quay trực tiếp và báo giá bác luôn. Bác nào có nhu cầu về hàng hóa thì cứ vui lòng liên hệ trực tiếp với em theo hai cái số điện thoại nhá, đang gắn trực tiếp ở trên hình, gọi điện theo hai số ở trên hình để em tư vấn và chốt đơn hàng. Và lưu ý giúp em khi mà các bác mua hàng thì nhớ giúp em là trên 200 nhá. Nhớ giúp em là trên 200 là các bác sẽ được miễn phí ship rồi. Giao hàng toàn quốc luôn, nhận hàng, kiểm tra và thanh toán nhá. Đó, em sẽ đi vào những cái sản phẩm đầu tiên trong cái video ngày hôm nay. Sản phẩm đầu tiên thì em lên luôn cho bác mã hàng, đó là cái ổ điện U1 này, ổ điện U1 nhá. Ổ này thì giá bình dân thôi, 50.000 một cái ổ này, rất là hay. Đấy, các bác mua về sử dụng mình vừa có đây. Ở đây thì em sẽ giới thiệu chi tiết luôn này, nó sẽ có những cái ổ cắm để các bác cắm điện trực tiếp 220 này. Đấy. Rồi là một cái bóng đèn ngủ này và có kèm luôn cho bác là hai cái cổng USB. Ví dụ là các bác có thể là cắm đầu giường. Mình vừa làm một cái ổ cắm để các bác cắm thiết bị điện này, có hai cái cổng để các bác ví dụ là cắm sạc điện thoại này, rồi là có một cái đèn ngủ để các bác làm cái đèn ngủ luôn, rất hay. Đấy, cấp trực tiếp vào nguồn 220 cho em là các bác xài nhá. Đây, cắm cho bác coi thử này. Đấy, các bác cắm trực tiếp điện 220. Đó, các bác bật là nó sẽ lên cái đèn nha. Đó, một cái ánh sáng nó vừa vừa đủ để các bác làm một cái đèn ngủ rất là hợp lý luôn. Đấy. Đây, đây là cái công tắc này. Công tắc này là cái công tắc nguồn của cái ấy này các bác nhá, cái công tắc nguồn của cái bảng này, đấy của cái bảng mạch này, rất là hay luôn. Đó, có cả cái công tắc nguồn luôn, lúc nào mà các bác ở đây nó có cả công tắc riêng luôn, lúc nào mà các bác dùng đèn ngủ các bác bật lên, không dùng thì mình có thể tắt đi. Và đây là cái công tắc nguồn của cái bảng mạch này. Đấy, nếu mà các bác dùng thì các bác bật lên, không dùng thì mình tắt đi. Nhiều khi ví dụ là trẻ con thì tiếc rồi, nó có cái công tắc này rất an toàn luôn. Và đây là hai cái ổ cổng USB nhá. Thì các bác lên mã giúp cho em sẽ là cái ổ này sẽ là cái ổ điện U1 nhá. Ổ mã sẽ là ổ điện U1. Ổ điện U1 này thì hiện tại bên em đang gửi bác giá rất là bình dân, chỉ có 50.000 thôi, 50k nhá. Mã sẽ là mã ổ điện U1 nhá. Đấy, mã ổ điện U1 là 50k, nó còn có kèm cả cái bóng đèn ngủ rất tiện dụng luôn. 50k một cái ổ điện U1 nha. Ngoài ra thì đây, bên em có bán kèm thêm cho bác đó là cái dây sạc cam 3 đầu. Đấy thì về các bác có thể cắm vô đây này. Đấy, để các bác sử dụng các bác sạc cho điện thoại này. Đấy, cái dây sạc này rất hay. Đó, toàn bộ thiết kế phần vỏ ngoài là được bọc silicon chống gập chống gãy nhá. Các bác cứ vò gập cho em thoải mái, không lo nó bị gãy đâu. Siêu bền luôn, riêng cái dòng này thì siêu bền. Đấy, các bác nhìn cái phần bo này, nó bo kim loại luôn nhá, rất chắc chắn luôn. Đấy, kể cả phần đầu nó này. Đó, về các bác có cổng USB các bác cắm trực tiếp cái cổng USB là các bác xài. Con này nó còn có cả đèn báo luôn nhá. Đây có cả đèn báo luôn này. Đấy. Cái này thì các bác sạc thì con này sạc thì các bác sạc đa năng hầu như tất cả các loại máy hiện tại bây giờ. Đấy, cho chân Samsung chân iPhone này, đấy chân iPhone, rồi là chân Samsung đời cũ này. Đấy, rồi là chân Samsung đời mới, chân Type C nhá. Chân này là chân micro USB này và chân này là chân Lightning này. Đấy, cắm iPhone này, cắm Samsung, cắm Oppo, cắm Lenovo, rồi là tất cả các loại máy trên thị trường bây giờ luôn. Đấy, rất tiện dụng. Cái dây sạc này hiện tại em đang gửi bác giá sẽ là đi 40.000 một dây nhá. Cứ lên mã giúp cho em sẽ là cái dây sạc cam 3 đầu. Đấy, dây sạc cam 3 đầu này. Sạc cam 3 đầu. Đó. Đang gửi bác một cái dây sạc cam 3 đầu này với giá sẽ là 40.000. Đấy, 40.000 một cái dây sạc cam 3 đầu nha. Đấy. 40.000 một dây. Còn cái ổ điện U1 này thì đang bán là 50.000. Đó, về các bác sử dụng rất tiện dụng luôn. Dòng này các bác yên tâm là dùng cực kỳ nô đồng cua đá luôn. Dây nó rất là chắc chắn. Đấy, cái này thì em bán siêu nhiều rồi. Đấy, năm vừa qua mới bán chắc về đến vài trăm nghìn cái dây luôn, dã man luôn các bác nhá. Tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng đó là cái con máy rửa xe chạy pin này. Lâu lâu không quay chắc là các bác quên nhá. Giá thì bên em vẫn đang bình ổn đấy bác, mà giá thì rất hạt rẻ luôn. Chỉ có 270.000 cho một cái con máy rửa xe chạy pin này thôi. Đấy, 270.000 một con nhá. Lên mã giúp cho em sẽ là sản phẩm là cái con máy rửa xe nhá. Đấy, máy rửa xe con này nó xài pin nhá. Máy rửa xe xài pin. Đấy, máy rửa xe này xài pin. 270.000 và bên em sẽ bao ship cho bác tận nhà luôn nhá. 270.000 một con máy rửa xe chạy pin này, bao ship tận nhà luôn. Đó. Bộ sản phẩm đi đầy đủ các phụ kiện đi kèm. Đấy, có dây dây dẫn này. Đấy, rồi là ở đây thì sẽ có là phần đầu nối thứ này. Đấy, rồi là lõi lọc nước nhá. Đầy đủ luôn, rồi là hai cái béc phun. Con này thì có hai béc phun, một béc phun cho chế độ là rửa xe. Đấy, và rửa xe rửa sân. Và một cái béc phun để các bác có thể dùng để tưới cây. Đấy, tưới cây các thứ là rất tiện dụng nhá. Đấy, đầu cút nối đầy đủ luôn. Một cái bình xịt tạo bọt tạo tuyết này. Đấy, về các bác ví dụ các bác chế cho em tí nước rửa bát các thứ này, nước xà phòng vào đây. Đấy, thì các bác xịt ra nó ra tạo bọt tuyết rất ok luôn. Đấy. Ở trong này thì sẽ có là một thân máy này. Đấy, một thân máy nhá. Đấy, thân máy này rất ok. Đấy, thân máy đây là phần công tắc bấm này. Đấy, công tắc bấm nhá.
một cái đốc pin, một cái đốc pin, một cái đốc pin này rất ok luôn, một cái đốc pin. Đấy, về các bác gắn đốc pin vào đây, sau đó các bác bật máy rồi các bác xài. Và đi kèm cho bác là một cái cục sạc luôn nhá. Một cái cục sạc thì con này nó sử dụng cái chân pin, sao cái chân pin Makita, chân pin phổ thông. Đấy, về nếu mà các bác có pin sẵn luôn thì các bác có thể là lắp luôn vào các bác xài. Đấy thì và khi mà hết pin thì các bác lại cắm vô đây. Đấy, cắm sạc vô đây, sau đó các bác cắm trực tiếp cái cục nguồn này vào nguồn 220 là các bác cắm sạc cho cái cục sạc này rồi. Đấy, rất tiện dụng. Đây em sẽ lắp vào bật máy test cho bác coi nhá. Đó. Đây. Đó, lên này. Các bác nhìn này, đấy vẫn còn nước này. Đấy, hàng test vẫn còn nguyên nước này. Đó, nguyên nước luôn nhá. Đấy rất ok luôn. Đó. Cực kỳ là ngon lành ngày nào luôn nhá, rất tiện dụng luôn. Đó, máy nó chạy rất êm nhưng mà cái lực phun nó rất là khỏe nhá, cái lực phun nó rất là khỏe luôn. Đấy, lực phun nó rất là khỏe. Cái đầu này sẽ là đầu ra, còn đầu này là đầu hút nước vào này. Đấy, đầu hút nước vào, còn đây là sẽ là đầu ra nhá, đầu ra. Đấy, về các bác lắp đặt vào là các bác xài thôi. Rất ok, rất tiện dụng luôn. Cái này thì không cần phải dây dọ gì lằng nhằng. Đấy, mình rửa xe này, rửa sân này, rồi là phun tưới cây cũng rất là ok luôn. Đấy, mà giá nó bình dân, nó chỉ có 270 một cái thôi. Đấy, lên mã giúp cho em sẽ là cái con máy rửa xe chạy pin nhá, 270k và ưu đãi cực sốc là bao ship cho bác tận nhà luôn. Đấy, đầy đủ phụ kiện này, pin này, thân máy này, rồi là dây là nguồn này, phụ kiện lắp đặt đi kèm này. Đấy, bình bọt tuyết này, rồi là còn có cả củ sạc đi kèm luôn. Đấy, chọn bộ này là 270.000 một bộ nhá. Đấy, nguyên hộp nha. Đấy, chọn bộ cả một cái con máy rửa xe chạy pin này là 270.000 một cái nhá. Cái sản phẩm kiềng chắn gió bếp ga thì bên em tiếp tục hàng về này. Đấy, cái này thì cũng giá bình dân thôi, 30.000 cho một cái chiếc kiềng chắn gió bếp ga này. Lên mã cho em sẽ là cái kiềng chắn gió nhá, kiềng chắn gió bếp ga 30k nhá, 30k cho một cái chiếc kiềng chắn gió bếp ga này. Cái con này công dụng của nó rất là hay. Về thì các bác cứ chụp trực tiếp vào trong cái bếp ga nhà mình. Đấy. Và cái con này là nó khi mà các bác chụp vào thì ví dụ như là nhà các bác có quạt gió nữa rồi thì nó không bị thổi, nó không bị lùa ga ra các hướng, nó không bị tỏa ga ra. Và khi mà các bác chụp vào ấy, thì các bác để nồi đây thì nó sẽ áp sát vào cái phần mặt của cái bếp ga. Đấy thì cái phần nhiệt nó sẽ hấp thụ là trọn vẹn luôn, nó không bị lòe ra ngoài nhé, không bị lòe ra ngoài thì các bác đun thứ nhất là vừa đỡ tốn ga này, vừa nhanh này. Đấy, vừa đun vừa đỡ tốn ga vừa nhanh. Đấy, rồi là rất là sạch sẽ ok luôn. Đấy, cái phần muội miếc thứ là toàn bộ là khi mà nó không có cái phần giao thoa giữa phần đáy so với phần lửa là nó ít thì cái phần muội thứ là nó sẽ giảm đi nhá, giảm đi rất là nhiều luôn. Đó. Công dụng rất là tốt luôn. Nói chung là các bác nên mua cái sản phẩm này về các bác sử dụng lắp vào bếp ga này mình các bác xài. 30.000 một cái nhá, 30.000 một cái. Đó, rất ok luôn. Đây cái phần chân kiềng này thiết kế dạng răng cưa này. Đấy, thiết kế cái dạng răng cưa. Đây là các bác sử dụng các bác xài rất ok luôn. 30k một cái nhá. Lên mã thì em sẽ là cái kiềng chắn gió bếp ga nhá, kiềng chắn gió bếp ga 30k một cái nha. Tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng, đó là cái bộ rổ hai lớp nhá. Đấy, bộ rổ hai lớp. Bộ rổ hai lớp hàng của Việt Nhật nhá. Một cái bộ rổ hai lớp này thì sẽ gồm có cho bác là 6 cái mã này, 6 sản phẩm này thì sẽ gồm có là 1 này, 2 này, 3 này, 4 này, 5 này, 6 này. Tổng thì sẽ gồm có 6 sản phẩm. Thì đây em sẽ mở cho bác coi. Các bác có thể dùng là đi theo bộ và các bác có thể dùng lẻ. Đấy, bình thường ví dụ các bác hay rửa rau rửa cỏ ra, các bác bỏ ra thì ví dụ nó hay róc nước. Róc nước thì các bác dùng làm gì? Đấy, các bác sẽ lấy cho em cái chậu đi kèm này, các bác đút nó vào. Đó thì cái phần nước thừa nó sẽ róc hết xuống phần dưới này. Đấy để các bác sử dụng nhá. Đó thì cái phần nước nó sẽ không bị văng vãi linh tinh nhá, rất sạch sẽ luôn. Còn nếu mà các bác muốn tách ra thì các bác sẽ tách ra thì sẽ thành được là một chiếc chậu và một chiếc rổ này. Đấy thì một sẽ thành ra hai luôn. Còn nếu các bác muốn chung thì các bác cho vào nhau thì sẽ chung thành một bộ. Còn nếu các bác không thì các bác tách ra thì sẽ thành được một chiếc chậu này, một chiếc rổ này. Đấy thì đây nó sẽ gồm có cho bác là 6 sản phẩm luôn. Đấy, 6 sản phẩm này. Đây này, một này, bộ 1 này. Đấy, 2 này. 3 này. 4 này. 5 này. 6 nha. Đấy. Hàng này thì hàng của Việt Nhật nhá. Đấy, bộ rổ hai lớp vuông nhá. Đấy, kích thước nó có đầy đủ hết luôn. Hàng Việt Nhật thì các bác yên tâm về chất lượng rồi. Đấy, con này thì nó là thành phần nhựa PP. Nhựa PP thì siêu bền và siêu yên tâm cho sức khỏe và người sử dụng nhá, rất ok luôn. Đấy, lên mã em sẽ cái bộ rổ vuông. Đấy, bộ rổ vuông 6 món hai lớp nha. Đấy, bộ rổ vuông hai lớp. Đấy, bộ rổ hai lớp nhá. Cứ lên mã em sẽ cái bộ rổ hai lớp 6 món nha. Giá thì đang rất là hạt rẻ luôn. Đấy, hôm nay em sẽ giảm luôn cái mã này luôn nhá. Bữa trước đang bán bác là 100k. Đấy, 100k hôm nay em giảm luôn bác, giá chỉ còn có là đi 80.000 thôi.
80.000. Đấy các bác sở hữu cho em một cái bộ rổ đẹp như này, chất lượng như này và nhiều món nha. Đấy một bộ rổ hai lớp vuông 6 món luôn nhau nhá, 6 món luôn, vừa có rổ vừa có chậu để về các bác xài luôn. Đấy mà hàng của Việt Nhật luôn nhá, hàng Việt Nhật luôn. 80.000 một bộ luôn nhá, giày rất chắc chắn, cực kỳ đẹp luôn. Đó, 80.000 một bộ. Tiếp theo thì hiện tại em đang gửi bác đó là cái mã đá mài này, đá mài dao nhá, hàng của thương hiệu Katashiwa Made in Japan. Hiện tại em đang có hai mã đá, là một mã là đi 5.000 10.000 nhá. 5.000 10.000 và một mã đá là 8.000 3.000. Đấy thì cái này thì thông số của nó càng cao thì cái phần độ mịn này nó càng cao nhá. Đấy thì các bác tùy nhu cầu. Đấy các bác muốn độ mịn nó thấp thì các bác mua cho em cái mã 3.000 8.000 này này. Còn các bác muốn mà cái độ mịn nó cao thì các bác mua cho em cái mã là 5.000 10.000 nhá. Đấy toàn bộ hàng thì của Made in Japan, thương hiệu là Katashiwa nhá, Katashiwa. Đấy. Con này thì sẽ có hai mặt nhá, hai mặt thì các bác ví dụ một mặt là các bác mài dùng để mài phá và một mặt là các bác dùng để mài sắc, mài lấy lưỡi nhá. Thì các bác dùng hai mặt được chưa? Và đi kèm thì sẽ có cho bác là một cái giòn cao su. Một cái giòn cao su nha. Đấy các bác cho vào cái phần đáy của nó này. Đấy, và các bác để ví dụ để trên phần mặt kính, mặt đá hoa vô tư cho em thoải mái luôn. Không là lo nó bị trơn trượt nhá. Cái phần mặt cái phần giòn cao su này nó bám dính rất tốt luôn, cái độ bám dính rất là cao. Đấy các bác để phần mặt kính, mặt đá hoa không lo nó trơn trượt nhá. Các cụ bảo là đòn sắc không bằng chắc kê. Đấy các bác làm gì làm mình cứ phải chắc chắn trước đã. Sau đó các bác làm công việc các thứ nó suôn sẻ được. Mài con dao thứ là các bác mài nó không bị xô dịch đá, mài nó mới mượt, nó mới ngon được, nó mới sắc được nhá. Đó. À, bên em sẽ chia thành hai loại nhá. Cái mã đá là mã đá 5.000 10.000 này thì sẽ là mã đá A nhá, đá A. Đấy đá A này. Đá A thì tại em đang gửi bác giá sẽ là đi 90.000 nhá, 90k một viên này thôi, chỉ có 90.000. Mã đá mài A. 90.000 một viên. Còn nếu mà các bác muốn mua cái con 3.000 8.000 nha, 3.000 8.000 thì sẽ mã đá sẽ là đá B nhá. Đá B. Mã đá B này thì tại em đang có giá là đi 80.000. Đấy nó chênh nhau 10.000 một viên. Mã đá B là 80.000 nhá, 80.000 3.000 có nhá. Độ mịn sẽ là 80.000 3.000. Đá B sẽ là 80.000 một viên, còn mã đá A thì sẽ là 90.000 một viên nhá, 90.000 một viên. Thì toàn bộ thì sẽ có đều tặng kèm thêm bác là cái giòn cao su như này. Đấy cái giòn để cao su để các bác kê nó không bị trơn trượt nhá. Đó, em báo giá lần nữa này. Đá A thì đang có giá là 90.000 và đá B đang có giá là 80.000 nhá. Đấy đá A thì là 5.000 10.000, đá B là 3.000 8.000 nhá. Hàng của thương hiệu Katashiwa Made in Japan. Tiếp theo thì cũng là một cái món đồ nhà bếp này. Đấy em còn mấy cái chảo này em cũng lên thanh lý xả kho bán này bác luôn. Dòng chảo cực kỳ đẹp luôn. Đấy chảo rất đẹp và chất lượng nhá. Toàn bộ thì đều phủ một cái lớp chống dính. Con này thì đường kính nó nhỏ nhỏ một chút thôi. Đường kính của nó rơi vào là đi nó rơi vào là 18 cm nhá, 18 cm. Đấy 18 cm. Chảo này hôm nay em cũng xả kho, em còn ít em xả kho còn mấy cái em xả kho nốt luôn. Lên mã giúp cho em sẽ là sản phẩm là cái con chảo 18 cm nhá, chảo 18 cm này. Chảo 18 cm này thì bữa trước đang bán cho bác là 60.000. Hôm nay em về bác mức giá rất dễ mua luôn. 30.000 một cái nhá. 30.000 một cái chảo 18 cm này, chỉ có 30.000 thôi. Giá nó quá bình dân luôn. Các bác mua đâu một con chảo này. Hàng này bên em hàng ôm lô, hàng thanh lý nên cái giá nó tốt rồi thôi. Đấy. Có phần tay cầm đầy đủ luôn. Bên trong bên ngoài đều chám một lớp chống dính nhá, chống trượt trượt. Các bác mua về ví dụ như là mình có dán quả trứng rồi là nấu những cái món nhỏ nhỏ vào đây cũng rất là tiện dụng luôn. Đấy, khá là sâu nhá, khá là sâu. Để về các bác dán nấu cho thoải mái luôn. Đang giảm giá xả kho có 30.000 thôi. Lên mã duy em sẽ là cái chảo đường kính là 18 cm nhá. Đấy chảo đường kính là 18 cm với giá sẽ là 30k một cái chảo nhỉ, 30k một cái. Sau đó tí nào thì em lên luôn cho bác mà hàng đó là cái mã đó là cái kệ hai dâu. Lên mã em sẽ là cái kệ hai dâu, cái này thì giá bình dân thôi, chỉ có 10.000 một cái nhá, 10.000 một cái. Đấy mua các bác mua này bên em vừa tặng được cái sản phẩm ấy, giá rất là hạt rẻ rồi. Lên mã em sẽ là cái kệ hai dâu nhá. Đấy kệ hai dâu về các bác dùng để đựng điện thoại, đựng điều khiển tivi nó rất tiện dụng luôn. 10k một cái nhá, 10k một cái thì đây. Cái này về rất là dễ xài. Đó. Đây em bóc cho bác một cái này. Đấy, về các bác rất là dễ xài luôn nhá. Về các bác ví dụ giá chỗ nào vị trí các bác muốn sử dụng các bác lấy theo cái miếng ra này. Dán nó vào đây. Con này cái bằng dính mặt các bác dán lên tường. Đấy thì cái khe này các bác dùng để mình để điện thoại ở đây này. Đấy, để điện thoại ở đây. Rồi ví dụ cái phần móc này, ví dụ các bác có chìa khóa đồ các bác móc các bác đeo vào rất tiện dụng luôn. Đấy, ngoài ra nếu các bác không thích dán thì mình có thể là ghim cái đinh vào đây nhá. Đấy trong hai cái lỗ đinh như này. Đấy để các bác ghim đinh vào. Đấy ghim đinh sẽ chắc chắn hơn. Ở đây. Đây các bác cùng xem thực tế về sản phẩm này. Đấy khi mà các bác dán lên nhá. Đấy ví dụ mình có thể dùng để sạc điện thoại này cũng rất là tiện dụng này. Rồi các bác đeo móc chìa khóa các thứ này cũng rất là hay luôn. Đấy. Để phần đầu giường, cửa lối ra vào, đấy những cái chỗ vị trí đắc địa. Đấy mình
đôi khi là mình bất tiện mình không có cái đồ để đấy, các bác lấy cái này các bác cho vào cũng rất hay đó, tiện dụng cực kỳ luôn nhá, rất hay nhá đó. 10.000 một cái với nhá, 10k một cái kệ hai dâu nhá, 10k một cái về các bác để vào là xài là ok luôn. Đấy, móc chìa khóa để điện thoại đây, ở đây có phần khe này, các bác điện thoại ở đây là các bác vẫn có thể là cắm được sạc luôn nhá, cắm được sạc luôn. Lên mã em sẽ là cái kệ hai dâu đang ở bác là 10k một cái kệ hai dâu nhá nhá. Tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng đó là cái bộ vòi xịt vệ sinh đấy, bộ vòi xịt vệ sinh inox 304, bộ này thì về các bác xài thì quá ok rồi đấy. Cái này thì em bán khá là nhiều đấy, các bác mua về thay những con vòi nhựa vòi truyền thống đi đấy, con này thì dùng cực kỳ thích luôn. Đây một cái bộ vòi xịt vệ sinh sẽ gồm có kèm bác là một cái sợi dây đi kèm này, dây này thì sẽ dây chống gập, dây chống gập chống rối nhá đấy, dây cũng là dây inox luôn. Tiếp theo là một cái tay xịt này đấy, tay xịt inox 304 nhá, su 304 đấy. Hàng này thì hàng của thương hiệu Osaka Japan đấy, Osaka Japan. Cái phần bóp này nó rất là nhẹ đấy, bóp rất là nhẹ, bóp rất là thích luôn. Cái lượng nước ra phụt nó ra rất là đều, rất là mạnh nhá. Và bên trong này thì sẽ gồm có bác là một cái giá đỡ đi kèm luôn này đấy, về các bác gắn vào tường, và có đi kèm thêm cho bác là cả ốc vít luôn, rất chu đáo và cẩn thận nhá. Có đi kèm bác là cả ốc vít thì về các bác kết nối lắp vào nguồn nước, lắp treo cái giá đỡ lên và các bác cài ngay lên, lúc nào dùng thì các bác dùng xong là các bác cài lên, rất là gọn gàng ok nhá. Đấy, full combo một cái bộ này, một cái bộ vòi xịt inox 304 nhá, từ inox từ ốc cho đến đầy đủ dây vòi thứ toàn bộ bằng inox luôn nhá, nên các bác dùng rất là bền. Đấy, đặc biệt là các bác dùng trong môi trường nhà vệ sinh, nhà tắm thứ là nó rất là ướt át ở mướt, các bác dùng cho em inox này rất là bền đó. 100.000 bộ thôi nhá, 100.000 bộ thôi, đợt này cũng đang được giảm giá xả kho đấy. Lên mã em sẽ cái bộ vòi xịt vệ sinh đang gửi bác là một một bộ này là 100k nhá, một bộ là 100k là chọn bộ luôn, là về là các bác chỉ việc là lắp vào các bác xài thôi, không cần phải mua thêm gì cả nhá, vì ở đây nó có cả kèm cả ốc vít rồi đấy, kèm cả ốc vít rồi, là kèm cả là dây dẫn xịt, giá đỡ tay xịt các thứ đầy đủ luôn, là 100 chọn bộ, như một bộ này là 100.000, hàng của Osaka Japan đấy, Osaka Japan. Rồi mã hàng tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng đó là sản phẩm về ghế inox nhá. Đấy, nhiều bác hỏi quá cái mã này luôn. Đấy thì đây, tiếp tục hàng lại về này. Dòng ghế inox nhá, nó là dòng ghế thấp ạ, dòng ghế thấp. Cái này thì ngồi cực kỳ thích luôn các bạn. Cái phần bản ghế nó rất là to. Các bác ngồi bình thường là các bác mua những cái ghế ở ngoài chợ nó rất là nhỏ, nhưng con này cái phần bản ghế rất là to. Đây em đo cho bác này. Cái đường kính bản ghế này của nó rơi vào là 25 này. Đấy 25, 25, 26 luôn, rất to nhá, rất to. Đó. Con này thì sẽ là 4 chân, toàn bộ thiết kế bằng inox nhá, thì các bác xài rất là bền đấy, không lo gì sét này. Và ví dụ như các bác sử dụng trong cái điều kiện đó là thời tiết các thứ này, môi trường nó ẩm ướt mà không lo nó bị gì bị hỏng nhá. Đấy, đây thiết kế dạng 4 chân này đấy, có phần hàn hàn sống ở giữa này, nên khi các bác ngồi nó cái độ chịu lực nó rất là đều đấy, mà không lo nó bị vẹo vào nhà nó coi nhá. Còn đây phần trên này của nó này đấy, có thiết kế dạng lô lô này đấy, các bác ngồi nó không bị edit nhá, không bị nó không bị nóng ạ, không bị nóng đấy. Đây bò góc chân đầy đủ hết luôn, cái này thì giá bình dân thôi, chỉ có 50.000 một cái nhá. Lên mã giúp cho em sẽ là sản phẩm là ghế inox nhá, ghế inox nhá, ghế inox dạng chân thấp nhá. Đấy 50.000 một cái ghế inox nhá, 50.000. Đây đo cho bác về phần chiều cao này, con này thì chiều cao của nó rơi vào là 10 khoảng tầm 13,5 cm. Đấy 13,5 cm. Đấy nó cũng chiều cao vừa vừa. Nói chung về các bác ngồi ở nhà gia đình nhà mình này, ngồi ăn cơm ăn nước này, rồi là các bác ngồi nhặt rau, nhặt cỏ, làm bếp rác các thứ này, đấy, ngồi giặt quần áo này. Đấy nói chung là sử dụng sinh hoạt gia đình nhà mình rất ok. Đây để em quay bác luôn này. Bình thường là các bác hay mua những ghế nhựa nhá. Đấy các bác nhìn này, một thời gian ngồi thứ nhất là nó sẽ bị lõm. Đấy có nhìn đó, nó lõm hẳn xuống này, mà thứ hai là một ngồi ra lâu là sẽ bị nứt vỡ hết này. Đấy là các bác bỏ luôn, mà đây là dòng Việt Nhật luôn nhá, dòng Việt Nhật mà nhiều khi là xài nó không được bền đâu. Đấy. Nói chung là không thể bằng các cụ rồi, không phải là bằng nồi đồng cua đá được. Đấy cái này là bằng đá bằng kim loại nên nó rất là bền luôn. Đấy, rất là bền luôn. Đó, mà giá nó bình dân nó chỉ có 50.000 thôi. Đấy 50.000. Lên mã giúp cho em sẽ là thỏa mấy cái ghế dạng ghế thấp inox nhá. Đấy 50.000 cho một cái chiếc ghế inox ghế thấp nha. Đang có những cái dạng đuôi vu như là đuôi cảm biến, đuôi lò xo. Đuôi cảm biến, đuôi lò xo này cái này thì em quay nhiều rồi. Đấy, đuôi cảm biến này thì về các bác lắp đặt rất là dễ. Đấy lắp ở cổng cửa ra vào này, đường đi lối lại, cầu thang thứ này. Con này nó có chế độ cảm biến khi mà người hoặc là có chuyển động qua cái mắt cảm biến này tự động đèn nó sáng lên, còn không là tự động đèn nó sẽ tắt đi nhá. Vừa tiết kiệm điện này, hoặc là các bác lắp ở đầu cổng các thứ này. Đấy mình làm cái đèn chống trộm cũng rất hay. Rồi là mình lắp ở đường đi lối lại này, không cần phải bật công tắc nhá. Các bác chỉ việc
đi gần đến cái cảm biến này là tự động là đèn nó sẽ sáng lên, và khi mà không có chuyển động thì đèn nó tự động nó sẽ tắt đi nhá. Cái này nó là cái đuôi đèn cảm biến. Đuôi đèn cảm biến thì hiện tại anh em đang gửi bác giá rất là mềm luôn, chỉ có là đi 50.000 thôi, 50k nhá. Lên mã cho em sẽ là cái đuôi đèn cảm biến đó, giá đang gửi bác là 50k một cái đuôi đèn cảm biến nha. Ngoài ra thì bên em có cái mã đó là cái đuôi đèn lò xo. Đấy, cái đuôi lò xo này thì em vừa cắm test cho bác coi kết quả đèn vừa nãy rồi. Đấy, cái này thì rất là dễ, về các bác kết nối với lại bóng nha. Đấy, xoáy vào đây, sau đó các bác cắm trực tiếp vào nguồn đó là sẽ sáng lên. Thì ở đây nó sẽ tích hợp một cái công tắc nhá, lúc nào mà các bác dùng thì các bác tắt đi, không dùng dùng thì các bác bật lên, không dùng thì mình tắt đi nhá. Đấy, dùng thì bật lên, không dùng tắt đi, có thế thôi. Rất ok vì ở đây nó có tích hợp công tắc này. Ở đây thì nó có cái phần lò xo, các bác có thể bẻ các hướng các kiểu này. Đấy, bẻ các hướng các kiểu luôn, rất là hay. Đó, nó có cái phần lò xo thì em hay gọi cái này nó là cái đuôi đèn lò xo nhá các nhá, đuôi đèn lò xo. Đấy, đuôi đèn lò xo này thì hiện tại em đang gửi bác giá sẽ là đi 30k một cái nhá, 30k một cái. Nó có thể bẻ các hướng các kiểu, rồi là có phần công tắc ở đây rất tiện dụng luôn. Cắm trực tiếp vào nguồn 220 là sai. Cái con này thì nó thực ra các bác dùng làm một cái đuôi đèn để các bác di chuyển di động mang đi mọi chỗ mọi nơi rất là tiện luôn nhá. Đó, lên mã giúp cho em sẽ là cái đuôi đèn lò xo. Đấy, đuôi đèn lò xo này, đuôi đèn lò xo này nó có giá là 30.000 thôi, 30k một cái đuôi lò xo này, giá rất bình dân hà rẻ luôn. Tiếp theo thì năm nay là năm con rồng đó, thì em về một số cái mã hàng liên quan đến cái con rồng này đó. Thì đây lần này về một ít cái mã hàng đó là cái móc khóa hình con rồng nhá, cái móc khóa hình con rồng để về các bác móc vào chìa khóa này, móc vào đồ các thứ nhà mình rất là hay luôn. Đấy, biểu tượng hình con rồng này cho một năm gọi là rực rỡ như rồng luôn nhá. Đấy, bay hướng, đang hướng bay lên trời này, cực kỳ ok luôn. Đấy, con này sẽ có móc miếc các thứ này, rồi là móc khuy, móc đeo đồ, đeo chìa khóa này rất đẹp luôn nhá, rồng mạ vàng cực kỳ đẹp luôn đó. Cái móc khóa rồng này thì hiện tại em đang gửi bác giá sẽ là 25.000 một cái nhá, 25.000 cho một cái móc khóa rồng nha, chỉ có 25.000 thôi. Đấy, mua về các bác mua về làm quà biếu tặng, mua về sưu tầm, mua về mình để mình dùng cũng ok luôn nhá. Đấy, móc khóa rồng 25k nhá, rất đẹp luôn đó. Đây, mạ vàng cực kỳ ok luôn này. Đấy, có phần móc đồ, móc đeo chiều các thứ, đeo chìa khóa các thứ, móc vào đồ các thứ là ok luôn. 25.000 một cái nhá, 25.000 một cái móc khóa rồng nha các bác nhá, 25.000 một cái. Đấy là cái móc khóa hình con rồng cho biểu tượng năm nay. Rồi tiếp theo thì đây, đợt này có về thêm cho bác đó là cái mẫu này rất là mới này, đó là cái miếng dán con mèo vàng. Đấy, mình ra con mèo vàng, cái miếng dán này thì đem lại tài lộc này, đấy, cho gia chủ này, rất là ok luôn nhá. Thì cái miếng dán mèo vàng thần tài này thì giá sẽ là 5k một miếng nhá, 5k một miếng. Đấy, đi về các bác lấy ra, sau đó các bác bóc cho em. Đấy, bóc ra cho em. Các bác bóc ra, sau đó là các bác dán trực tiếp, ví dụ như là dán vào đồ, đấy, hoặc là các bác dán vào điện thoại này. Đấy, bác bóc cái mặt này ra. Đấy, ở đây nó có một lớp giấy bóng này. Đấy, các bác bóc ra này. Đấy, dán trực tiếp vào ví dụ như đây thì em đang dán với cái con điện thoại em này. Đấy, cái điện thoại em đang xài này. Đấy, dán trực tiếp với cái điện thoại này các bác xài nhá. Đấy, con này thì giúp gia chủ ăn nên làm ra này. Đấy, rồi là tiền vào như nước này. Đấy, rất ok luôn nhá. Đấy là cái con mèo vàng thần tài nhá, con mèo vàng thần tài. Đấy, về các bác dán vào. Cái này thì chỉ có 5.000 thôi các nhá. 5.000 một cái con 5.000 một cái con mèo vàng thần tài này. Các bác mua về cũng có thể là làm quà biếu tặng cũng ok luôn. Đấy, tặng bạn bè người thân trong cái dịp đầu năm mới này. Rồi là mình mua về mình xài, mình sử dụng, mình dán vào điện thoại. Đấy, vừa đẹp điện thoại này, rồi vừa mang lại may mắn, rồi là sung túc giàu sang cho chủ nhân của cái con mèo này các nhá. Đấy, rất ok luôn, mèo vàng thần tài nhá, cái miếng dán mèo vàng thần tài đó thì đây, dán trực tiếp vào điện thoại hoặc là các bác dán vào đồ đạc thì mình ok đó. 5k một miếng nhá, 5k một miếng mèo dán thần tài này. Đấy, 5k một miếng này các nhá, 5k một miếng, rất giá rất bình dân luôn. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng đó là cái dòng chiếu điều hòa này. Rất nhiều bác hỏi cái mã chiếu điều hòa này thì bữa trước đang bán hết hàng ạ. Đấy, đi đây. Vì bữa trước đang bán nó là vào mùa đông ạ, nên đâm ra nó bị hết hàng. Thì đây là đấy, nó về thêm cho bác nhá. Đấy, dòng chiếu điều hòa, đấy, chiếu mây nhá, dạng sợi mây nằm cực kỳ mát luôn. Đấy, nằm rất là mát nhá và rất là sạch sẽ các bạn. Nằm rất là mát và rất là sạch sẽ nhá. Đó đây, toàn bộ đàn và sợi mây rất là tỉ mỉ này. Có phần bo khâu viền ngon lành luôn nhá. Đấy, bo khâu viền để không bị xòe ra. Đấy, đây có cả cái mặt là dưới hoa lá cành các thứ này. Rồi là cái phần góc này nó có những cái sợi chun này, để về các bác cạp vào cái phần góc giường, rồi những cái phần chỗ đệm một thứ là nó không bị xô dịch cái chiếu nhá. Xô dịch cái chiếu, đó. Đợt này thì giá nó bình dân thôi. Đấy, hiện tại bên em đã có hai mã nhá, hai mã chiếu điều hòa.
thì một mã là 1m6 và một mã là 1m8, và hiện tại em đang gửi bác giá thì rất là bình dân luôn. Lên mã giúp cho em sẽ là sản phẩm là cái chiếu điều hòa. Đấy, chiếu điều hòa, chiếu mây nhá, chiếu điều hòa, chiếu sợi mây nằm siêu mát luôn, và đặc biệt bắt đầu đang vào mùa nóng rồi. Đấy, các bác mua về thay những cái chiếu cũ đi. Đấy, nằm bắt đầu đang vào mùa nóng rồi, các bác nằm cho nó mát lưng, dễ ngủ nhá. Đó, chiếu điều hòa kích cỡ sẽ có là 1m6 x 2 nhá và 1m8 x 2. Và tại vì em đang bán đồng giá luôn, giá rất tốt và dễ mua, 160.000 cho một chiếc chiếu điều hòa nhá. Chỉ có 160.000 thôi, giá cực kỳ là bình dân luôn nhé. 160.000 một chiếc chiếu điều hòa, kích cỡ sẽ là 1m6 x 2 và 1m8 x 2. Đấy, thì về các bác xem cái giường nhà mình xem kích cỡ nó bao nhiêu thì các bác cứ báo cho em nhé. Đấy, xem giường bao nhiêu, kích cỡ cho bác bao nhiêu thì cứ báo cho em. Đấy, lấy mã nào, lấy chiều dài như thế nào thì cứ báo cho em thì em sẽ nhặt cho bác mã đấy nhá. 1m6 và 1m8, bán đồng giá là 160.000 một chiếc chiếu điều hòa chiếu mây, nằm mát lắm, nằm mát mà nằm cực kỳ thích lắm, mà nằm nó bền. Cái này nhà em xài khoảng tầm 4 5 năm nay nằm rất bền luôn các nhá, nằm rất bền luôn, nằm bền lắm, nó không bị xô chiếu như cái dòng chiếu cói là các bác nằm nó hay bị xô, rồi là nằm nó cảm giác nó đau người vì nó hay bị lằn. Như con này này, cái dòng chiếu này nó rất là phẳng. Đấy, nó rất là phẳng mà nằm rất là mát, nằm rất là êm nhá, nằm thích lắm, nói chung nằm thích cực kỳ luôn. Đó. 1m6 x 2, 1m8 x 2, bán đồng giá là 160.000 một cái nhá, 160.000 một cái. Lên luôn đi bác, đó là cái mã hàng, đó là cái khay chữ nhật này. Khay chữ nhật thì hiện tại em đang có hai mã, là một mã khay to và một mã khay nhỏ nhá. Đấy. Khay chữ nhật, khay chữ nhật. Đấy, để em lấy nhá. Đó, đây. Hiện tại đang có hai mã nhá, là một mã khay to và một mã khay nhỏ, Su 304 nhá. Đấy, Su 304 inox luôn. Đó. Cái khay này là khay to này, khay này là khay nhỏ này. Khay to này thì cái chiều dài của nó là rơi vào là 25 này. Cái khay nhỏ là chiều dài của nó rơi vào là khoảng tầm 12 13 này. Đó, 12 13. Và toàn bộ cái dòng khay này thì nó đều có nắp đậy hết luôn nhá. Đấy, toàn bộ đều có nắp đậy luôn. Về các bác ví dụ mua về, các bác sử dụng đựng đồ này. Đấy, đựng đồ, đựng thức ăn vào đây, bảo quản đồ thức ăn, ví dụ là các bác mang đi công trình công trường. Đấy, mình làm mình đựng đồ đạc, đựng đồ ăn các thứ đây rất sạch sẽ luôn nhá. Đấy, ví dụ các bác có đồ ăn mà ví dụ các bác muốn bảo quản, các bác cho vào đây, lấy cái nắp các bác đậy cho em vào, cho vào trong tủ lạnh rất ok luôn. Và cái con này nó có nắp thì các bác có thể ví dụ để chồng lên nhau luôn. Đó. Thì em báo giá luôn nhá. Lên mã giúp cho em sẽ là sản phẩm là cái này là cái khay chữ nhật này. Khay chữ nhật này em đang gửi bác giá rất tốt. Khay chữ nhật nhá. Khay chữ nhật thì sẽ có là khay to. Khay to thì hiện tại em đang bán giá là 40.000 nhá. Và khay nhỏ nhá. Khay nhỏ thì đang sẽ có giá là 20.000. Và toàn bộ khay này nó đều có nắp đậy luôn nhá. Khay to là 40, khay nhỏ là 20 nhá. Thì các bác cứ lên mã giúp cho em sẽ là cái khay chữ nhật nhá. Khay chữ nhật. Đấy. Đấy, nó hình chữ nhật đó. À, khay to 40, khay nhỏ là 20 nhá. Khay nhỏ là 20. Đó, đi về các bác đựng thức ăn, rồi là đựng các thứ vào đây bảo quản thức ăn, bỏ trong tủ lạnh cũng rất là sạch sẽ, ok luôn. Inox 304 nhá. Su 304 này. Đấy, Su 304. Đó. À, nhỏ 20, to 40 nhá. Cạo dâu bạc, cạo dâu gian đu nhá. Đấy, cạo dâu gian đu hình ông già thì tiếp tục hàng về này. Đấy, cái này thì giá bình dân thôi, 90.000 có một con máy của dâu này, giá quá hạt rẻ luôn, cạo cực kỳ là sắc bén. Đấy, các bác mua về con này thì tiếng nọ em bán rất nhiều, giá nó quá bình dân, nó chỉ có 90.000 một con thôi. Đây, đấy, bật máy lên, con này nó còn có cả tông đơ luôn này. Đấy, các bác gạt cho em cũng đủ lên, con có cả tông đơ. Ví dụ dâu các bác già thì các bác dùng này, các bác rũi tông qua một lượt đi. Đấy, sau khi mà dâu nó ngắn rồi các bác dùng cái này các bác cạo rất sạch luôn. Đấy, bật máy lên này, các bác cứ cho đây các bác cạo này. Con này các bác cứ ấn sát vào, sau đó các bác di cho đều tay nhá, ấn sát và di đều tay nhá. Nhiều bác bảo là cạo không đi, đấy là do các bác cách các bác chưa biết dùng thôi. Còn nếu mà các bác dùng thì các bác cứ ấn sát vào, sau đó các bác di cho đều tay, ấn sát và di đều tay nhá. Ấn sát và di đều tay thì nó sẽ ăn vào những cái chân của cái lưỡi này sẽ rất là sạch luôn. Đó, máy thì chạy cực kỳ khỏe, rất êm. Và đây là cái phần chân sạc nó này, đẩy cho em cái cắm trực tiếp với điện 220 các bác xài. Con này sạc một lần các bác xài chắc là phải cả nửa tháng, có khi xài cả tháng luôn. Nó rất là pin, rất là trâu bò nhá. Đấy, hàng mới như hộp nha. Lên mã thì em sẽ là cái con máy cạo dâu bạc nhá, hoặc là máy cạo dâu JD đều được. Đấy, cạo dâu bạc đi. Cạo dâu bạc này. Cạo dâu bạc giá của nó sẽ là đi 90k một cái nhá, 90k một cái máy cạo dâu bạc nha. Nhiều bác hỏi là cái sản phẩm này thì có lưỡi thay thế không thì em báo luôn là bên em có nhá. Đấy, đợt này thì nó có hàng lưỡi để các bác có thể mua kèm. Đấy, hoặc là bữa trước thì nhiều bác chưa mua được thì hôm nay xem được cái video này, nếu mà các bác mà có nhu cầu muốn mua thêm lưỡi thì các bác có thể mua thêm.
Thì hiện tại em đang bán lẻ một cái bộ lưỡi nha. Đấy là bao gồm là một cái màng và một cái lưỡi nha. Thì bao gồm là một bộ này là hai cái là 20 ngàn nhá. Hai cái là 20 ngàn. Thì các bác cứ lên mã em xem cái bộ lưỡi máy cạo râu bạc nhá. Bộ lưỡi của máy cạo râu bạc. Đấy thì bên em hoặc là máy cạo râu hình ông già nha. Hình ông già đang ngậm tẩu hút thuốc này này. Đấy thì một bộ lưỡi thì đang gửi bác là 20 ngàn một bộ lưỡi thay thế. Còn nếu mà các bác mua nguyên máy nó có sẵn lưỡi đầy đủ hết rồi thì một bộ máy này thì là 90 ngàn, còn mua thêm lưỡi thì là 20 ngàn một bộ nhé, 20 ngàn một bộ. Đấy là tùy nhu cầu, các bác có thể là mua kèm cả lưỡi và các bác có thể mua nguyên máy đều được không nhá. Các bác hỏi đũa thìa inox bên em có không thì đây em cũng còn một ít nữa em cũng xả luôn bác này. Đấy thì hiện tại bên em đang có đũa và thìa inox nhá, đũa và thìa inox thì đây hiện tại đang có là thìa inox một hộp 5 chiếc này và đũa inox thì cũng là một hộp 5 chiếc luôn. Đũa này thì dòng đũa thìa này thì toàn bộ là của thương hiệu Wailing nhá, của Đức này. Đấy hình hai thằng người này. Wailing của Đức nhá. Một hộp thìa nhà thì sẽ gồm có là 5 5 đôi, à một hộp đũa này sẽ có 5 đôi. Su 304, phần đầu đũa thì sẽ thiết kế theo dạng là chống trơn trượt này. Đấy các bác gắp cho em thoải mái, gắp thao hồ luôn, không lo bị trơn trượt. Các bác dùng đũa inox thì yên tâm rồi, không lo nấm mốc, không lo cong vênh, rất sạch sẽ và an toàn cho sức khỏe luôn. Đấy Su 304 nhá, đũa rất đẹp luôn. Cái này thì sẽ là đũa inox nhá, đũa inox. Một hộp này là 5 đôi nhá, một hộp là 5 đôi. Đấy và giá sẽ là 50 ngàn thôi, 50 ngàn một hộp nha. Cũng đang xả nhá. Bữa trước đang bán cho bác là 78 nghìn hộp đấy. Đợt này đang xả cho bác chỉ có 50 ngàn một hộp thôi. Đấy và thìa đây. Thìa cũng logo Wailing này, quá ok luôn. Thìa rất là dày nhá. Các bác dùng những cái thìa này thì không biết đến lúc nào mới hỏng luôn. Thìa nó dày cực kỳ. Đây này. Để em lấy em gõ hai cái bác nghe này. Đấy các bác nghe tiếng nó cục cục này. Đấy, các bác biết thìa nó rất là dày rồi. Đấy thì một hộp thìa này sẽ gồm có là 5 cái này. Đấy thì sẽ có giá là 5k nhá. Lên mã giúp cho em sẽ là sản phẩm là đũa inox này, đũa inox này. Đũa inox của Đức nhá, đũa inox của Đức thì một hộp 5 đôi này sẽ có giá là 50k. Và một cái hộp thìa inox 5 cái của Đức nhá. Đấy thì một hộp này thì sẽ có là 5 thìa. Thìa inox này, thìa inox 5 cái, 5 cây sẽ có giá là 50k luôn. Bán đồng giá bác là 50.000 thì các bác lấy mã nào thì cứ báo cho em nhá. Lấy thìa báo em, lấy đũa báo em thì các bác cứ lên mã giúp cho em sẽ là cái hộp thìa inox 5 cái của Đức nhá. Giá đang bán là 50k. Và cái hộp đũa inox 5 cái 5 đôi nhá, 5 đôi của Đức thì cũng đang bán cho bác giá là 50.000 một hộp nha. Giá rất hạt rẻ bình dân mà hàng rất ok luôn. Cái này bên em bán khá nhiều. Đấy Tết nhất các bác mua về xài. Đũa thì inox nhá, bán đồng giá là 50.000. Sản phẩm tiếp theo thì ở đây em còn hai cái bộ khay 5 tầng nhá. Đấy em cũng lên mã xả kho luôn này. Lên mã giúp cho em sẽ là cái bộ khay inox 5 tầng nhá, bộ khay inox 5 tầng. Hôm nay em cũng còn có hai bộ em cũng giảm giá luôn. Bộ khay inox này, bộ khay 5 tầng, các bác cứ lên mã giúp em sẽ là cái bộ khay 5 tầng. Bữa trước đang bán với bác là 90.000. Hôm nay về bác mức giá rẻ giật mình luôn, giá chỉ có 50.000 một bộ thôi, 50k một cái bộ khay 5 tầng nha, 50k một bộ nhá. Sẽ gồm có là 50 khay. Đấy nó xếp chồng tầng nhau thì gọi là khay 5 tầng nhá. Kích thước của nó sẽ là từng khay 1 này, 10 này, 12, 14, 16 và 18 này. Đấy. Tổng thể kích thước nhá. Đấy thì khay này về các bác dùng để đựng đồ này. Mình bảo quản đồ để trong tủ lạnh các thứ này. Đấy, để trong tủ lạnh. Các thứ rất là ok luôn. Rồi là ví dụ các bác có mang đi làm này, rồi là sử dụng ok. Đây. Một cái bộ này sẽ gồm có là 5 cái khay tròn nha. 5 cái khay tròn xe nha. Đấy 5 cái khay tròn xe này. 1 này, 2 này, 3 4 5. Đấy đây. Đi về các bác sử dụng nhá. Mình đựng đồ ăn, bảo quản đồ ăn vào đây. Và các bác cho đồ ăn đấy các bác để trong tủ lạnh cũng ok. Đấy và đi kèm sẽ có là 5 cái nắp đậy đi kèm nhá. Đấy. Mỗi khay là đều có một cái nắp đậy nhiều nhá. Mỗi khay một cái nắp đậy này rất là kín luôn. Rất ok luôn. Đấy mỗi khay một cái nắp đậy nha. Đây một khay một cái này. Đấy và còn lại ở đây 4 cái thì về các bác hộp cái nào các bác đeo đấy có thế thôi, nó có từng cỡ, nó chia cỡ hết rồi. Đấy, 5 cái nắp và 5 cái khay. Đấy thì các bác cứ lên mã giúp cho em sẽ là cái bộ khay 5 tầng nhá. Đấy bộ khay 5 tầng rất là đẹp luôn. Đấy trên hình các bác đang coi đây. Bộ khay 5 tầng. Đó. Một bộ này đang xả bán này bác luôn. Giá sẽ là 50k một bộ nhá, bộ khay 5 tầng. Bộ khay 5 tầng 50.000 nhá. Kích thước thì cái nhỏ nhất sẽ là 10 cm này. Đường kính cái này là đường kính ấy, mà thứ hai là 12 này. Cái bộ thứ 3 là 14 này, thứ 4 là 16 và cái loại to nhất, cái khay to nhất này, cái khay tròn to nhất thì sẽ là 18 nhá. Toàn bộ là 5 cái khay tròn nó chồng tầng nhau. Đấy thì về các bác sử dụng bảo quản đồ ăn các thứ này, sử dụng đựng đồ ăn cũng ok luôn. Bộ khay 5 tầng nhá, 50.000 một bộ thôi. 50.000 một bộ em đang xả kho bán anh luôn ạ. Tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng đó là cái bộ dao đen. Hôm nay em cũng còn có duy nhất một bộ, cũng lên mã xả kho cái bộ dao đen này luôn. Lên mã giúp cho em sẽ là cái bộ dao đen này. Bộ dao đen này thì đây lấy cho bác coi, một
bộ dao đen sẽ gồm có bác là ba dao này, đấy, ba cái cây dao của thương hiệu Asaka Japan nhé, đấy, ba cây dao này, một cái cây dao kiểu dạng thái bản to này, đấy, một cái cây dao vừa lọc vừa thái này, đấy, và một cái con dao nhỏ để về các bác có sử dụng, các bác dùng để các bác gọt hoa quả này, đấy, gọt hoa quả hàng cực kỳ sắc bén luôn, các bác mua về gọt hoa quả. Một cái cây, cái này là cái khuôn nhá, cái khuôn thì các bác có thể làm bánh này, rồi các bác dán trứng tạo khuôn hình trái tim rất là ok luôn. Đấy, khuôn hình trái tim rất là đẹp luôn này. Đấy, một cái khuôn hình trái tim. Và một cái này rất là hay, cái này chắc là nhiều bác nhìn nó khá là lạ. Đó là cái dụng cụ để các bác có thể là khui bia, hoặc là các bác có thể dùng để các bác đánh vẩy cá nhá. Đấy, đánh vẩy cá, con này dùng rất là hay luôn. Đấy, dùng để các bác đánh vẩy cá, rất là hợp lý luôn. Một cái bộ này sẽ gồm có cho bác là đi tổng là 2, 4, 5 món nhá. 5 món thì các bác cứ lên mã giúp cho em sẽ là sản phẩm là cái bộ dao đen nhá. Đấy, bộ dao đen em còn có đúng duy nhất một bộ thôi, em cũng lên mã xả các bộ luôn. Bữa trước cái bộ dao đen này thì đang bán là 150.000, hôm nay em còn duy nhất một bộ xả luôn đấy bác, giá chỉ còn có là đi bao nhiêu ạ? Bộ dao đen này giá sẽ chỉ còn là đi 70.000 bộ thôi, lên mã em sẽ là cái bộ dao đen nhá, bộ dao đen của Asaka Japan. Đấy, chất thép SK5 không gì nhá, cực kỳ sắc bén luôn. 70.000 một bộ luôn nhá, 70k bộ này. Đấy, bán nhanh xả kho luôn, 70k bộ. Đấy, bộ dao đen. Bộ dao đen 70k bộ này giá quá hạt rẻ luôn. 70k các bác sở hữu cho em là ba con dao, một cái khuôn cái này, một cái khuôn này, một cái khuôn để các bác làm bánh và một cái cây để các bác đánh vẩy cá ok luôn. Bộ dao đen nhá, cứ lên mã cho em sẽ là bộ dao đen. 70.000 một bộ dao đen đấy nhá, 70k một bộ nha. Một cái bộ dao Nhật 6 món này, một cái bộ dao Nhật 6 món của thương hiệu Asaka Japan nhé, em còn có duy nhất một bộ, em cũng lên mã xả kho luôn cái bộ luôn. Đấy, số lượng duy nhất là còn đúng một bộ thôi nhé, đúng một bộ thôi, không có nhiều đâu, đúng bộ này, bộ dao hàng mới như hộp luôn. Đấy, đầu tiên thì sẽ gồm có bác là một cái giá đỡ này, một cái giá đỡ dao nhé, một cái giá đỡ dao. Đấy, và bên trong này thì sẽ là cái hộp đựng dao này. Đấy, một cái hộp đựng dao rất ok luôn. Đây, bóc cho bác coi, một cái hộp đựng dao, đựng dao kéo thứ trong đầy đủ hết nhá. Đó, đầy đủ luôn hết luôn. Đây, bóc cho bác coi. Đấy, đầu tiên thì sẽ gồm có cho bác là một cái cây kéo này, một cây kéo nhá. Đấy, để các bác cắt gà, cắt vịt, cắt thịt, cắt xương, rau củ quả cực kỳ sắc bén nhá, thấy không? Cắt rất ngọt ngào luôn này. Đấy, cắt ok luôn. Đó, rồi một cái cây kéo này, cắt nhà bếp ok này. Tiếp theo thì là đây để giá này để lên. Đó, một cây kéo này. Tiếp theo là một cái cây liếc mài này, một cây liếc mài nhá. Đấy, đi về ví dụ dao các bác nhụt các bác cho đây các bác liếc này. Đó, một cây liếc mài. Cái này em quay lướt quay nhanh thôi. Đó, vì số lượng nó còn có một bộ thôi, quay nhanh bác luôn. Tiếp theo là một cái cây dao để chuyên các bác lọc và thái này, cây này chuyên lọc thái nhá, cực kỳ sắc bén luôn. Đấy, hàng của Asaka Japan, hàng đúc liền thân nhá. Con này chuyên để lọc và thái nhá, chuyên lọc và thái, hàng rất sắc bén luôn. Rồi tiếp theo nữa thì là một cái con dao dạng thái bản to nhé, con này là các bác thái bản to. Đấy, thái hoặc là các bác băm. Đấy, thái hoặc là các bác băm nhẹ, hoặc các bác thái bản to là các bác dùng này cho. Đấy, rất ok, dao cực kỳ sắc bén nhé, các bác dùng gia đình nó quá ok cái bộ này rồi đó. Rồi tiếp theo thì là một cái con dao gọi là vừa chặt vừa thái nhé, con này vừa chặt vừa thái này. Đấy, vừa chặt vừa thái ok luôn. Đấy, khá là dày nhá, vừa chặt vừa thái Asaka Japan, cực kỳ đẹp luôn, bộ này rất là đẹp luôn. Đấy, bộ này thì sẽ gồm có các bác tổng là đây, trên tay em đang cầm đây, sẽ gồm có các bác tổng là 6 món nhá. Thì em sẽ tính với bác luôn này, đầu tiên sẽ là một cái giá đỡ này. Đấy, và có cho bác là tổng là 3 con dao thì sẽ là 4 món này, một cái cây kéo là 5 và một cái cây liếc mài là 6, thì tổng một bộ nhà này. Đây, đấy, đây. Tổng một bộ nhà là 6 món nhá, tổng một bộ nhà là 6 món. Là bao gồm là 3 dao, một kéo, một liếc mài và một giá đỡ nhà. Tổng một bộ này là 6 món và hôm nay em sẽ xả kho cái bộ luôn. Em còn có duy nhất một bộ dao 6 món không nhá. Còn duy nhất một bộ nhá. Các bác nào nhanh tay thì được luôn này, chậm tay thì hết này. Lên mã giúp cho em sẽ là cái bộ dao 6 món nhá. Đấy, bộ dao 6 món. Bữa trước cái mã này bên em đang bán là bộ dao 6 món. Bữa trước đang bán là 250k. Hôm nay em về cho bác một cái mức giá rất dễ mua luôn, xả kho bán lỗ vốn tri ân bác luôn. 130.000. 130k một cái bộ dao 6 món này, chứ 130.000 thôi. Đấy, 130k. Sở hữu cho em là 6 món luôn. Đấy, 6 món luôn. Đây em quay lại bác coi nhá. Một giá đỡ này, ba con dao này, một cái cây liếc mài và một cái cây kéo này, tổng là 6 món như này. Giá chỉ có 130.000 thôi. Giá xả sập sàn luôn. Đấy, thanh lý duy nhất còn có một bộ nhá. Rồi, qua cái mã hàng tiếp theo này.
Ở đây tiếp theo ở đây em còn một ít cái này là cái túi bọc thức ăn nhá, túi bọc thức ăn, túi bọc nhà bếp này. Đấy, ví dụ như là bát đũa thứ nhà mình, các bác muốn những cái món nấu ăn nhà mình ấy, khi mà các bác nấu xong, đấy các bác muốn kiếm một cái gì các bác bọc vào. Ví dụ là các bác ở nhà là hay mua những cái màng co ấy, các bác bọc vào thì nó rất là mất công, nhưng mà con này rất là tiện nhá. Thì các bác mua cho em một cái túi này về. Một cái túi này sẽ gồm có là 100 cái màng bọc nhỏ này, 100 cái màng bọc nhỏ này, thì về các bác cứ dở này ra. Sau đó là các bác bọc cho em vào cái bát cái đĩa này mình. Để em lấy cái bát bọc cho các con này. Đây nhá, ví dụ như là nhà các bác là trong cái bát này hiện tại đang có đồ ăn hoặc là một cái bát canh này, các bác muốn bọc vào. Đấy, để cho nó đỡ ruồi muỗi nó bâu này. Đấy rồi là côn trùng côn chiếc các thứ nó không bay vào này. Đấy rồi là cho nó kín này. Ví dụ các bác mình có bảo quản đồ mình để trong tủ lạnh này. Đấy thì mình lấy cái này, các bác bọc vào cho em. Kín ngon lành luôn nhá. Ở đây nó có cái vần dây thun này, nó sẽ thít vào luôn. Đấy, rất ok. Bọc kín cái bát này luôn nhá. Kín ngon lành luôn. Rất đẹp luôn nhá. Đấy. Và khi nào các bác dùng thì các bác cứ dở ra. Và nếu mà muốn dùng tiếp các bác lại bọc nó vào. Đấy, các bác cứ giữ làm sao nó nhẹ nhàng, dùng nó nhẹ nhàng, đừng có mạnh tay được. Mạnh tay quá thì nó rách có thế thôi. Đấy. Còn nói chung là nó cũng khá là dai. Đấy thì một cái bọc, một cái bịch này nhá, một cái bịch này là sẽ có các bác là 100 cái nhá. Một cái bịch này là 100 cái nhỏ như này. Đây này, nó có từng cái nhỏ một nha. Ở đây nó có phần dây thun nó co giãn này. Đấy, dây thun nó co giãn, các bác có thể bọc vào bát này, vào đĩa ok luôn. Đấy, vào bát vào đĩa bọc thức ăn nhà mình nhá. Đấy, tránh bị ruồi muỗi côn trùng nó bâu vào. Đấy rồi cho nó bảo quản trong tủ lạnh này, rồi là đỡ bị mất mùi mất vị thức ăn nhá các bác nhá. Ok luôn. Đấy, đặc biệt là cái dịp Tết nhất đến nơi rồi, các bác cỗ bàn rất là nhiều thì các bác mua cho em cái túi về có bọc rất là hay luôn. Lên mã giúp cho em sẽ là cái túi bọc thức ăn nhá. Túi bọc thức ăn. Đấy thì một túi này là 100 chiếc, em cũng lên mã xả kho luôn. Đấy. Bữa trước đang bán bác là 30.000 một túi, hôm nay em còn ít nữa, xả kho luôn. Lên mã em sẽ là cái túi bọc thức ăn. Bữa trước đang bán là 30k, hôm nay về bác mức giá rẻ giật mình luôn. 10k một túi nhá. Một túi này là 100 cái. Đấy, 10k một túi rồi, chỉ có 10.000 một cái túi bọc thức ăn nha. Đấy, 100 cái luôn, 10.000 một túi. Rồi tiếp theo thì em lên luôn cho bác mấy hàng, đó là cái vỉ gác chảo rán bằng inox này. Đấy, rất là hay. Cái vỉ gác này thì size của nó sẽ là từ 28 đến 30, tức là cái chảo của các bác là từ size từ 28 đến 30 là cái con này có thể dùng được này. Đấy, các bác gắn lên, ví dụ như là mỗi lần các bác rán nem, rán những cái đồ chiên rán mà rất là nhiều dầu mỡ, các bác muốn gác lên để cho nó đỡ ráo dầu, cho nó đỡ đi. Đấy, sau đó các bác cắp ra thì các bác dùng này cho em, rất tiện dụng luôn. Lên mã em sẽ là cái vỉ gác chảo rán nhá. Một cái vỉ này hiện tại em báo giá luôn. Bữa trước bên em đang bán bác là đi 80.000, mà em còn có hai cái bán nhanh bác luôn, giá chỉ còn có là đi 40.000 một cái nhá. Lên mã em sẽ là cái vỉ gác chảo rán nhá. Vỉ gác chảo rán. Đấy, còn có 40.000 một cái thôi. 40k một cái vỉ gác chảo rán này bằng inox nhá. Đây để em lấy một cái em quay test bác coi này. Đấy, em còn có hai cái bán nhanh bác luôn. Còn hai cái bán nốt nhá. Cái này inox dùng xịn lắm. Tết nhất các bác rán nấu nhiều ấy, những cái món rán, rán nem ra nước này. Đấy, các bác rán là rất hay nhiều dầu nhiều mỡ này. Đấy. Bình thường là các bác bỏ ra đĩa các thứ ra ấy, là nó rất hay nhiều dầu nhiều mỡ nhá. Thì các bác mua cho em cái này về. Đấy, nó là một cái vỉ gác nha. Đấy, thì ví dụ như là có cái chảo sẵn nha. Để vào đây cho em. Đó, khi mà các bác rán xong thì các bác để những cái đồ chiên rán vào đây thì nó sẽ róc mỡ xuống nhá. Và khi nào mà róc mỡ xong các bác gắp ra. Ok luôn. Rất là thông minh nhá. Bằng inox Blanc 4. Chảo là chảo từ 28 nhá, chảo từ 28 đến 30 là các bác có thể xài được. Đấy, chảo từ 28 đến 30 nhá. Size của nó sẽ là size phi 28 đến 30. Đó, rất ok luôn. Vì gác chảo nhá. Em còn có hai cái xả kho luôn. 40.000 một cái nhá. Lên mã giúp cho em sẽ là cái vỉ gác chảo rán 40k một cái. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng, đó là cái này là cái khay đĩa tròn này. Đấy, để về các bác Tết nhất các bác bày hoa quả này, bày bánh kẹo này, bày đồ ăn lên này, rất đẹp luôn. Một cái khay đĩa tròn 5 cái này, hàng của thương hiệu Wailing của Đức nhá. Đấy, con này inox 304 luôn. Đây, một cái set này sẽ gồm có cho bác là 5 khay nha. Các bác nhìn này, 5 cái khay như trên hình các bác đang coi này. Đấy, 5 cái khay. Nó sẽ có là 5 khay từ to đến nhỏ này. Đấy, một cái khay này đây các đợi chút em lấy cái thước đo bác coi. Đây nhá, em sẽ đo bác này. Thì với cái khay này, kích thước của nó thì khay nhỏ nhất của nó sẽ là vào 14 này. Khay to nhất thì sẽ khay thứ hai sẽ là vào 17 này, khay thứ ba này sẽ là vào 20 này. Khay thứ tư này của nó sẽ là vào 23 này. Và khay lớn nhất của nó sẽ vào là 26 nhá, 26. Đấy, rất ok. Thì sẽ gồm có là 5 khay này. Đấy, một khay nhỏ nhất này. Tiếp đến cái khay thứ hai này. Đấy, khay thứ ba này. Khay thứ tư này và khay to nhất là khay thứ năm. Đây. Inox 304 sáng bóng đẹp tuyệt vời luôn. Các thấy không? Quá đẹp luôn nhá. Logo thương hiệu Wailing có in trên sản phẩm luôn, hàng của Đức nhá, cực kỳ chất lượng luôn. Về các bác dùng để các bác bày hoa quả này. Đấy, bày mâm ngũ quả các thứ lên đây này.
bày hoa, bày quả, bày bánh, bày kẹo Tết nhất. Các bác bày đồ ăn các thứ lên đây cũng rất là đẹp luôn. Đấy, rất là sang trọng lịch sự nhá. Đây, một cái bộ khay của nó sẽ như này. Đấy, trên hình bác đang coi đây. Đấy, để và cũng trên tay em đang cầm đây. Thực tế là 5 cái khay đây, rất đẹp luôn. Sáng choang luôn nhá, sáng choang luôn. Lên mã cho em sẽ là cái bộ khay tròn 5 cái. Bộ khay tròn inox 5 cái nhá. Bộ khay tròn 5 cái đi. Cứ lên mã em sẽ là cái bộ khay tròn. Bộ khay tròn 5 cái nhá. Bữa trước thì cái này đang bán là 190.000, mà em còn có duy nhất một bộ, cũng bán nhanh xả kho luôn. 100.000 một bộ nhá. 100.000 một bộ. Lên mã em sẽ cái bộ khay tròn 5 cái của Đức nhá. Đấy, bộ khay tròn 5 cái. 100.000 một bộ này, bán nhanh xả kho luôn này. Sản phẩm này cũng rất là nhiều bác hỏi này. Đó là cái bộ nồi Đức 6 món nha, bộ nồi Đức 6 món, hàng với shop tiếp tục hàng về này. Đấy, thì để phục vụ các bác cái dịp cuối năm các bác mua về để sử dụng gia đình các thứ này, rất ok luôn. Đó thì em báo giá luôn nhá, báo giá luôn. Giá này thì gần như là giá tốt nhất thị trường luôn. Lên mã em sẽ là cái bộ nồi Đức này, bộ nồi Đức. Bộ nồi Đức này thì bên em sẽ có hai hình thức thanh toán nhá. Các bác có thể chuyển khoản hoặc là mua trực tiếp. Ship code thôi nhá. Nếu mà chuyển khoản thì bên em sẽ tính cho bác sẽ là bao nhiêu nhỉ? 650.000 thôi nhá. Chuyển khoản hết thì sẽ là 650k. Và các bác nếu mà các bác mua ship code, đấy, ship code thì sẽ là đi 700. Ship code thì giá sẽ là 700, hai cái chênh nhau 50.000 nhá. Và các bác mua thì sẽ đều được bao ship luôn. Giá này gần như là giá tốt nhất thị trường luôn đấy, không có giá này đâu ạ. Đó. Đây. Mong các bác coi bộ nồi nhá. Đấy, nó sẽ gồm có là 6 món này, 1 2 3 4 5 xong một chảo nhá, 5 xong một chảo và đầy đủ đi kèm là nó có vung nắp đậy hết đầy đủ hết luôn. Rất là xịn luôn. Hàng mới nguyên siêu, hàng của Đức này. Made in Gạc Mani này. Đó, Made in Gạc Mani luôn nhá. Quá xịn sò luôn. Đây, đó, giấy giếc đầy đủ luôn này. 6 sản phẩm này, 1 2 3 4 5 6 này, đó. Hàng của Đức nhá, Made in Gạc Mani. Chuyển khoản hết thì sẽ là 650.000, còn các bác mua theo hình thức ship code thì sẽ là 700.000. Tùy nhu cầu nhá. Đấy thì em khuyên các bác thì các bác nếu mà các bác có tài khoản thì các bác nên chuyển luôn. Để bên em vừa gửi hàng nhanh và thứ hai là nó giá sẽ được giảm giảm các bác nhá. Giá sẽ được giảm đây. Đầu tiên sẽ là một cái song to này. Đấy, một cái song to nhá. Rất ok luôn. Hàng này của nó sẽ hàng 5 đáy, 5 lớp luôn này. Đấy, song to. Hàng này 5 đáy, 5 lớp đầy đủ hết luôn nhá. Vung là toàn bộ vung của nó đều là vung kính cường lực trong suốt luôn. Đây, vung kính cường lực trong suốt này. Rất là xịn sò nha. Đây, đáy 5 lớp này. Đó, England này. Đó, rất ok nhá. Chữ trước là dập chìm hết luôn ở trên cái phần đáy song này. Đấy, 5 lớp luôn nhá. Đấy, 5 lớp luôn. Quá dày, rất là trắng luôn. Con này thì các bác dùng thì cứ bao dùng bao xài ra đi. Không có gì phải chê về cái sản phẩm này cả. Em bán rất là nhiều rồi. Nó một thời gian bên em nghỉ không bán thì hàng nó cũng chưa đều. Đấy, đợt này thì hàng nó cũng đều rồi nên là sẽ nhập số lượng lớn về để bán cho bác luôn. Đây, con này là con nhớ nhớ này. Có vung viếc đầy đủ hết luôn nhá. Đấy, có vung viếc đầy đủ hết luôn. Đây một con này nữa này. Đấy, một con này nữa này. Thôi nói chung em quay lướt thôi, em không quay chi tiết đâu. Đó, vung viếc nói chung là đầy đủ, vung viếc đầy đủ hết luôn. Xong thì trực tiếp đây. Đấy, cái này con này nấu bột này hoặc các bác úp bát mì thứ đấy rất ok, có tay cầm nhá. Chắc chắn chất lượng luôn. Hàng bóng đẹp tuyệt vời luôn. Sáng trưng luôn này. Đấy. Dày dẫn chắc chắn lắm nhá. Tay cầm đầy đủ luôn. Có vung viếc đầy đủ hết luôn các nhá. Đây, có vung viếc ngon lành luôn này. Đó. Rồi đây là cái con chảo này. Đấy, trong cái bộ này là có một cái con chảo nhá. Chảo là có một lớp chống dính luôn. Đấy, chảo trong có lớp chống dính rất xịn sò. Đấy, con này đường kính chảo chắc có dơ của tầm 25 cm nhá, dơ của tầm 25 cm. Đấy, các bác dán xào nấu cho em thoải mái luôn nhá. Đó, hàng 5 đáy này. Đó, chữ chiếc đầy đủ ở cái phần đáy nồi này, chắc chắn. Bộ này thì các bác dùng thì yên tâm về bao dùng bao bền luôn. Đó, vung viếc đầy đủ nhá. Toàn bộ là đều có vung, 6 món là đều có vung hết luôn. Đây, 6 món là đều có vung hết đi kèm nhá. Sẽ gồm có là 1 2 3 4 bốn cái nồi này, bốn cái nồi có quay B này, một cái nồi có tay cầm như kiểu cái nồi nấu cháo này và một cái chảo rán luôn nhá. Tổng thì sẽ gồm có là 6 món hàng của Đức nhá. Đó. Và em báo giá lại em lần nữa này.
các bác chuyển khoản hết thì giá sẽ là 650.000. Đấy. Chuyển khoản hết. Chuyển khoản hết là 650k. Còn các bác ship code là giá sẽ là 700k. Giá này là em sẽ bao ship cho bác tất luôn nhá, ưu đãi cực kỳ luôn. Đấy, giá sẽ được bao ship cho bác tất luôn. Đó. Đấy thì các bác có nhu cầu về cái sản phẩm này thì cứ vui lòng liên hệ trực tiếp với hai cái số điện thoại nhá, em đang gắn trực tiếp ở trên mình đây. Đấy các bác cùng xem lại một lần nữa đây. Đấy, bộ nồi rất là đẹp luôn, hàng mới nguyên thùng nhá. Hàng các bác cứ kiểm tra sau đó các bác khui ra cho em. Bộ nồi Đức 6 món nhá, 6 món. Chuyển khoản 650.000, ship code 700. Hai giá này đều được bao ship luôn nhá. Đó thì các bác có thể tham khảo bộ này thì nói chung là cũng khá nhiều shop bán rồi và cũng giới thiệu rất là nhiều rồi, các bác cũng xem rất là nhiều rồi. Bây giờ quan trọng chủ yếu là cái giá thôi. Đấy, cái giá thì nó tốt thì các bác mua nhá, xúc luôn. Đó. Một cái lưu ý nhỏ nhỏ là nhiều bác hỏi là cái bộ nồi này có đun được bếp từ không? Đấy thì em nói luôn nhá, cái bộ nồi này thì các bác có thể đun các loại bếp luôn nhá. Đấy, từ bếp ga, bếp từ, bếp củi, bếp dơm, bếp hồng ngoại, tất cả các loại bếp luôn. Con này nó không kén bếp đâu nhá, không kén bếp đâu. Bếp nào các bác cũng đun được hết nhá, đặc biệt là bếp từ đun được hết luôn nhá. Đấy, đặc biệt là bếp từ đun được hết luôn nên các bác yên tâm là sử dụng thoải mái. Tiếp theo thì em lên luôn cho bác mặt hàng, đó là cái bộ dây cô bình của Đức này. Đấy, hàng thì của thương hiệu Butter Cable nhá, Butter Cable của Đức. Đó, bộ này thì công suất là 2000 ampere, các bác dùng câu ắc quy bình xe ô tô thì thoải mái. Cái con này thì chức năng của nó dùng đấy là trong những cái việc ví dụ như là vấn đề là xe của các bác bị chết máy mà các bác cần đề. Đấy, cần đề thì phải có ắc quy. Mà ắc quy không có thì các bác có thể lôi cái bộ này ra và nhờ những cái xe bên cạnh hoặc là những cái xe anh em thứ gì các bác nhờ là các bác lấy cái bộ này ra, các bác câu từ cái bình của người ta sang cái bình của bác nhá, để các bác đề nổ được xe của mình. Đấy, dùng cho xe ô tô thì con này quá hợp lý rồi. Một bộ này sẽ gồm có là hai dây, một dây đỏ và một dây đen để các bác phân biệt đầu âm đầu dương. Và nó có phần đầu kẹp ở hai đầu luôn này. Đây một bên này. Ở bên này một bên này. Đấy thì các bác kẹp từ cái bình nọ sang bình kia là xong. Đó, phần kẹp nhá. Phần kẹp này, kẹp cực kỳ chặt chắc luôn, kẹp rất chắc và rất là chặt. Phần dây của nó sẽ là dây lõi đồng nhá. Đấy các bác nhìn này. Dây lõi đồng rất là to. Đấy thấy không? Này, dây lõi đồng rất là to này. Đấy các bác nhìn rõ này. Đấy, dây lõi đồng rất là to luôn nhá. Bộ này thì em báo giá luôn. Bộ này thì một bộ là bao gồm cả dây cả túi đựng nhà này với giá sẽ là 170.000. Thì các bác cứ lên mã thì em sẽ là dây câu bình nhá, dây câu bình. Một sợi này dài là 3m này, một sợi dài 3m, hai sợi là 6m nhá. Dây câu bình. Đấy, dây câu bình. Dây câu bình này. Với giá sẽ là 170k một bộ nhá, 170k bộ thôi. Nói chung là các bác có ô tô thì nên sắm cho em một cái bộ như này. Đấy, trong những cái trường hợp mà không may thôi. Đấy, thực ra thì mình không mong muốn đâu nhưng mà mình cũng có nên những cái mà mình vứt trên xe. Đôi khi rất là cần đấy, chẳng may rồi mà đến lúc mà mình cần thiết là không kiếm đâu ạ, không kiếm đâu. Đấy nên là mình cứ vứt phòng trừ xe không may xảy ra vấn đề thì mình có cái để mình sử dụng sửa chữa nhá. Đấy, 170.000 thôi, giá rất là bình dân hạt rẻ. Sử dụng để xe ô tô cho em, các thứ câu bình từ bình nọ sang bình kia đều ok. 170.000 cho một cái dây câu bình như này có nhá, 170k. Hàng dây rất là to, hàng dây chống cập chống rối này. Đấy, dây rất là mềm và lõi đồng luôn nhá. Phần tay cạp các thứ này quá ok luôn. Đấy, tay cạp các thứ quá ok, chặt chẽ ngon lành. Đấy, một dây này dài là 3m nhá, có phần đánh dấu cực âm cực dương luôn để các bác xài. Đó, 170k một sợi dây câu bình như này. Tiếp theo thì lên luôn cho bác mặt hàng, đó là cái bộ mũi khoan đa năng. Lên mãi em xem cái bộ mũi khoan đa năng, tiếp tục hàng lại về nhá. Bộ mũi khoan đa năng này thì một bộ sẽ gồm có là 5 mũi thôi nhá, một bộ là 5 mũi. Thì cái lô này nó về là nó sẽ có là 2 mũi 4 là hai cái mũi mà sử dụng phổ thông nhất, nhiều nhất ở trong gia đình nhà mình nhá. Đấy, 2 mũi 4 nhá. Đây. À 2 mũi 6 ạ, nhầm là 2 mũi 6 nhá, 2 mũi 6. Một mũi mũi này là mũi 8 này, mũi 8. Đây mũi 8 này. Một mũi 10 này. Và một mũi 12 thì bên em sẽ bán theo một bộ như này luôn nhá, bán theo một cả một bộ này luôn. Đó thì một cái bộ mũi khoan đa năng nha. Các bác xài sử dụng là với giá sẽ là 130k nhá. Lên mã em sẽ là cái bộ mũi khoan đa năng, mũi khoan đa năng nhá. 130k, cái này các bác có thể khoan đa năng, gạch men này, khoan bê tông này, khoan gỗ, khoan các thứ các kiểu luôn. Đấy, khoan đa năng nhá. Một bộ là 5 mũi. 2 mũi 6 nhá, 6 này. 8 này. 10 này. Và 12 này thì tổng sẽ có là 5 mũi nhá. Với giá sẽ là 130.000 một bộ mũi khoan đa năng này, 130.000 thôi. Đây này, cho các bác coi về cái phần đầu của cái mũi này. Cái hay của cái sản phẩm này nó là cái phần đầu mũi là cái phần đầu
là cái đầu tên lửa. Cái đầu của nó là cái đầu tên lửa nhá. Nên là khi mà các bác xài, các bác xài là các, ví dụ đặc biệt là các bác khoan những cái chỗ vị trí mà nó trơn hay trơn trượt, đặc biệt là ví dụ như là gạch men là các bác khoan là hay trơn trượt, là nó ví dụ thứ nhất là nó bị sai cái phần vị trí các bác cần khoan, mà thứ hai là nó hay bị trượt, mà trượt là rất hay bị vỡ đá. Đấy, cái khoan gạch men nó rất là khó khoan. Thì đây, cái con này nó là cái đầu tên lửa, nên khi bác khoan thì các bác cứ nhấp từ từ cho em, và nó vào rất là ngọt luôn, vào cực kỳ ngọt nhá. Đấy, vào rất là ngọt. Cái này em cũng đã đang xài rồi nên là em thấy rất là ok. Đó. À, bộ mũi khoan đa năng 5 mũi nhá, là 130.000 một bộ, 5 mũi này là 2 mũi 6, 1 mũi 8, 1 mũi 10 và 1 mũi 12. Một bộ này thì các bác xài gia đình này, anh em tạo thuyền này, xài cho em thoải mái luôn. Đó, 130.000 một bộ nhá. Tiếp theo thì em lên luôn cho bác mặt hàng, đó là cái con kìm cắt ống size 42. Hàng này thì của Kabushi Japan. Đấy, con này là kìm cắt ống nhá. Về để chuyên các bác cắt ống nước, sửa chữa điện nước nhà mình. Đấy, sử dụng gia đình nhà, anh em thợ thuyền này, ok em luôn. Con này các bác cắt được là từ ống nhỏ nhất đấy, cho đến ống lớn nhất sẽ là ống 42. Đấy, nói chung là các bác cắt là từ ống 42 trở về nhá. Thì các bác cứ cho vào, sau đó nó bấm thôi, bấm thôi là nó sẽ cạp dần và nó cắt rất là ngọt luôn. Cái hay của cái sản phẩm này là các bác không cần phải cưa kiếc gì mà cắt nó nhàn, mà thứ hai là cái đường ống các bác cắt nó rất là mịn. Đấy, nó không bị cái ba vi rồi là những cái vụn ống, nó cắt bình thường các bác cắt cưa các máy cái thứ hai bị vụn ống nhá. Nhưng con này là cắt nó không bị ba vi, không bị vụn ống, mà nó ra cái đường cắt nó rất là mịn nhá. Và lưỡi cực kỳ sắc bén luôn. Đây, lưỡi sắc, nói chung là dao thì không vấn đề, à dao còn gấp 3 lần dao, lưỡi sắc kinh khủng luôn, cắt ngọt lắm. Đấy, hàng của Kabushi Japan này. Đấy, Kabushi Japan, quá ok luôn. Đó, cứ bấm nhấp đều xem cái nào nó cắt có thấy không? Rất dễ sử dụng nhá. Kìm cắt ống này là kìm cắt ống từ ống 42 trở về nhá. Lớn nhất là các bác cắt được là ống 42. Đấy, nói chung là dùng gia đình, anh em thợ thuyền dùng con này cho em ok luôn. 100.000 có nhá, 100.000 bộ này, 100.000 cho một bộ này. Mắc của nó sẽ mắc là phi 42, ống phi 42 trở về. Lên mã nha, sẽ là cái kìm cắt ống 42 nhá. À, cái kéo cắt ống 42. Kéo cắt ống 42 nhá. Với giá sẽ là đi 100.000 cho một cái con kéo cắt ống 42 nhá, 100.000 một cây. Đó, giá hạt rẻ mà sản phẩm dùng ok lắm. Nói chung là trong gia đình nhà mình nên có một cái sản phẩm như này. Đôi khi là các bác sửa chữa ống nước, ống nhiếc, có con này dùng cực kỳ tiện luôn. Đấy, dùng rất tiện mà nó dễ dàng sử dụng nhá, dễ sử dụng, các bác không cần phải cưa kiếc kéo kiếc là lôi ra cắt nó lềnh cành. Nếu con này chỉ việc là cho vào các bác cạp bóp cho em vài bóp là đứt ngay thôi, rất là dễ sử dụng, ok luôn. 100k nhá, 100k kìm cắt ống 42 nhá. Đấy, 42 trở về. Sẽ có bán theo thùng nhá và có bán theo túi. Thì một thùng này là 20 gói này. Một thùng là 20 gói. Với giá là đi 20 gói giấy này. 20 gói nhá. Với giá là 150k. Còn nếu mà các bác mua lẻ một gói, mua lẻ một gói như em vừa cho bác coi đấy, một gói. Một gói thì là 10.000 một gói thôi, 10k. Đấy, các bác có thể mua theo gói hoặc mua theo thùng. Một thùng này, một thùng giấy ăn, cứ lên mã em sẽ là một thùng giấy ăn nhá. Một thùng giấy ăn thì sẽ là 20 gói là 150.000. Còn các bác mua lẻ một gói giấy ăn, một gói giấy ăn nhá, là 10.000 cho một gói giấy ăn. Đấy, 10.000 một gói giấy ăn. Thì đây, một gói, à một thùng của nó đây nhá, một thùng là 20 gói này. Đấy, một thùng là 20 gói này này. Đấy, dùng thoải mái luôn, mà giá nó chỉ có 150.000 thôi. Tính ra rất là rẻ luôn. Đấy, tính ra rất là rẻ luôn. Một túi giấy 460 tờ như này là 10.000, thì cứ lên mã em sẽ là túi giấy ăn nhá, là 10.000. Còn các bác lấy theo thùng thì sẽ là 150.000 cho 20 túi nhá, 150.000 cho 20 túi. Sản phẩm tiếp theo thì em lên nhanh bác luôn, đó là cái lọ keo đa năng. Đấy, cái lọ tuyếp keo đa năng bên em đang bán một lọ tuyếp keo đa năng này với giá sẽ là 20k một hộp nhá. 20k một hộp keo đa năng này, và các bác lấy 3 hộp thì sẽ là 50k. 3 hộp là 50k, còn các bác mua lẻ một hộp thì sẽ là 20k một hộp nhá. Một tuyếp keo này thì sẽ có trọng lượng là 60g, các bác dính cho em các loại vật liệu luôn. Đấy, lên mã em sẽ là keo đa năng nhá. Bao tay lái xe này, để các bác hay phải đi ra ngoài đường nhiều này, đi làm đi ăn các thứ này. Đấy, mình cần một cái đôi bao tay để giữ ấm này, cũng như là các bác trong miền Nam cũng có thể là chống nắng luôn. Đấy, đi chơi, đi phượt này, rồi đi du lịch này, đi hay lái xe nhiều ngoài đường này, mình có một cái đôi bao tay chống tia UV, tia cực tím. Đấy, chống nóng này, rồi là giữ nhiệt cho em ok luôn. Bao tay đi rất là vừa vẫn chắc chắn nhá. Đó. À, phần bên dưới này thì thiết kế là có phần cao su chống trượt nhá, có hai cái phần đầu ra đây thì các bác có thể là bấm điện thoại cảm ứng được luôn, rất ok. Cái này thì
nó có phần cao su chống trượt thì các bác khi mà các bác lái xe không lo nó bị trượt tay hay nào cả, các bác đi nó rất là thật tay. Đây em đi nó rất là vừa này, đó rất ok luôn. Cái này là hàng co giãn 4 chiều free size nhá, nên là tay to tay nhỏ các bác đi được hết luôn. Đó, có cả phần khóa nhá, khóa hãm các thứ này. Đôi này thì hiện tại bên em đang gửi bác giá sẽ là 50.000 một đôi. Cứ lên mã em sẽ là sản phẩm là cái bao tay lái xe. Đó, bao tay lái xe nha các bác nhá. Giá bên em đang gửi bác giá sẽ là 50k một đôi này. Đấy, bao tay lái xe này. Bao tay lái xe nhá. Giá sẽ là 50k cho một cái đôi bao tay lái xe này, chỉ có 50.000 thôi. Rất là đẹp luôn. Một đôi tay trái tay phải, đó. Đều có phần cao su chống trượt này, rất ok luôn. Đấy, thiết kế chắc chắn chất lượng. 50k một đôi nhá. Đi mùa đông thì ấm. Đấy, bác nào trong Nam mùa hè đi thì chống nắng, rất ok luôn. 50k một đôi bao tay lái xe nhà con nhá. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng đó là cái bộ tỉa lông mũi này. Đấy, rất là nhiều các bác cần cái bộ này nhá. Sử dụng các thứ rất ok, các bác về dùng để tỉa lông mũi nhá. Bình thường hay là các bác hay phải dùng kéo thứ là các bác chọc vào lỗ mũi, các bác tỉa lông mũi rất là nguy hiểm, thì các bác mua ngay cho em cái bộ này về. Nó sử dụng rất là dễ dùng mà cực kỳ an toàn hiệu quả. Đấy, các bác chọc vào, chọc cái kéo cái vào, chẳng may nó có chảy máu mũi thứ rất nguy hiểm thì đây. Con này rất là dễ dùng thôi, các bác cứ lừa vào trong lỗ mũi này, các bác bấm này, bấm cho em. Đấy, bấm cho em. Thì nó có cái vòng tròn nó xoay này, để nó sẽ nghiến đứt cái lông mũi của bác nhá, rất sắc bén luôn, cắt rất là ngon. Đấy, chuyên để các bác tỉa lông mũi nhá, dành cho cả nam cả nữ được luôn, rất hay. Đấy, tiện dụng. Giá này thì em sale sập sàn bác luôn. Bữa trước cái sản phẩm cái tỉa lông mũi này bữa trước em bên em đang bán là 60.000. Hôm nay em còn về cái lô hàng mới này, giá nó tốt thì em sẽ xả kho luôn nhá. Lên mã em sẽ là sản phẩm là tỉa lông mũi. Đấy, tỉa lông mũi này. Bữa trước đang bán là 60k, nay em giảm giá xả kho luôn, chỉ còn có 30k thôi. 30k cho một cái tiền lỗ mũi này có nhá, 30.000 cho một chiếc tiền lỗ mũi này. Đó, rất là hay. Nói chung là một cái sản phẩm các bác nên mua, giá nó hợp lý mà dùng nó an toàn hiệu quả, dễ sử dụng ạ, chất lượng. Đó. Cái này thì các bác có thể vệ sinh thoải mái, đó, rất ok luôn, chắc chắn chất lượng nhá. Sử dụng dễ, đó, cho vào lỗ mũi là các bác chỉ việc bấm như này thôi. Cứ bấm đều tay, thế là nó nghiến đứt hết lông mũi rồi nhá. 30.000 một bộ nhá, 30k một cái bộ tỉa lông mũi nha, 30.000 một chiếc nhá. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng đó là cái thuốc diệt kiến dán này. Đấy, cứ lên mã em sẽ cái thuốc diệt kiến nhá, thuốc diệt kiến. Đấy, cái này thì cực kỳ nhạy luôn. Và bên em cũng bán rất nhiều, chắc phải bán đến khoảng tầm chục nghìn lọ rồi, bán siêu khủng khiếp luôn đấy. Giá thì bình dân là rẻ lắm. Hiện tại thì bên em đang gửi bác một cái lọ thuốc kiến này với giá chỉ có 10.000 thôi. 10.000 cho một lọ thuốc diệt kiến nhá. Các bác lấy 3 lọ thì bên em sẽ tính cho bác giá tốt hơn. 3 lọ là 20k. Đấy, một lọ này, một lọ thuốc kiến, một lọ là 10k nhá, một lọ 10k, còn các bác lấy 3 lọ. Tính cho bác là 20k thôi, 3 lọ 20k, một lọ 10k. Đó, rất là dễ mua luôn. Các bác có thể mua các nào nhiều kiến thì mua 3 lọ, ít kiến mua một lọ được. Đấy, còn hoặc là các bác có thể mua nhiều hơn. Cái này thì nó là thành phần thuốc sinh học, đấy, từ mật mía, mật ong. Đấy. Và có hương phấn hoa và phụ gia này. Đấy, nói chung là thành phần sinh học rất an toàn. Nên là các bác cứ dùng thoải mái. Cái này thì rất là dễ dùng. Những cái chỗ nào nhiều kiến, hiện tại kiến đang tập trung, hoặc là những cái chỗ ổ kiến, hang kiến, các bác cứ giỏ cho em. Cái hay của cái sản phẩm này này là khi nó ăn vào và bắt đầu là nó sẽ không chết ngay đâu ạ. Nó sẽ đi hết về tập trung về hang. Và khi mà đi về hang kiến thì những cái con kiến ở gần đấy thì nó sẽ lại tập trung vào nó lại chạm vào nhau. Thì những cái con kia nó chạm vào nhau thì nó lại thấy cái vị nó ngọt, thì bắt đầu nó lại nhấp nhấp với nhau. Nó nhấp với nhau thì khi mà nó đã nhiễm thuốc hết rồi thì một loạt nó sẽ tiêu diệt cả một cái ổ luôn. Đấy, chứ không phải là tiêu diệt những cái con ở xung quanh như đâu nhá, nó sẽ tiêu diệt cả ổ luôn. Nghĩa là con kiến nó đi về ổ đấy xong bắt đầu là nó chết một loạt cả ổ luôn. Đấy, nghĩa là nó diệt tận gốc luôn nhá, diệt tận gốc luôn. Nên là các bác dùng rất hay. Cái này em dùng từ đầu năm rồi, em dùng dùng hết vài lọ cái là từ đợt đầu năm giờ là không thấy con kiến luôn, sạch lắm ạ. Mà nó rất là hay. Cái này thì các bác giỏ đi, đừng sốt ruột nhá. Lúc đầu khoảng tầm 1-2 tiếng đầu nó chưa chết ngay đâu ạ. Nó phải đến hôm sau cơ là các bác mới thấy là hiệu quả nó như thế nào. Hiệu quả sang đến hôm sau luôn. Đấy là bắt đầu là sang hôm sau là khi mà các bác đi ra là không thấy con kiến ở đâu, vì nó chết hết cả ổ rồi. Đấy mà nó diệt, khi mà nó đã diệt tận gốc thế thì cái tình trạng kiến nó xuất hiện trở lại thì rất là khó, cực kỳ ít luôn. Đấy, nói chung là một cái sản phẩm rất thông minh, các bác cứ về dùng và cho em phản hồi. Đấy, sản phẩm em cũng đã và đang dùng thực tế rồi, em thấy rất là hợp lý nên em đã nhập số lượng về em bán cho bác. Đấy, mà giá nó bình dân, mà sản phẩm thuốc sinh học rất là an toàn. Một lọ là 10.000 thôi nhá, và ba lọ sẽ là 20k. Lên mã em sẽ là thuốc diệt kiến nhá. Đấy, thuốc diệt kiến. Đấy, sản phẩm kéo gà Đức này. Lên mã em sẽ cái cây kéo gà Đức nhá. Đó, kéo gà Đức nhá, hàng made in
gạc mani đấy, logo thương hiệu Wailing. Cái này về các bác cắt gà, cắt vịt, cắt thịt, cắt xương rất ok cho ăn luôn, kéo cực kỳ sắc bén nhá, cầm rất chắc chắn đó. Con này thì giá bình dân thôi, chỉ có là đi 90 ngàn một cây nhá, cứ lên mãi em sẽ là sản phẩm là cái cây kéo gà Đức này. Đấy, kéo gà Đức, kéo gà Đức nhá, kéo gà Đức nhá. Cái cây này thì bên em đang bán giá sẽ là 90k cho một cây kéo gà Đức này, chỉ có 90 ngàn thôi. Đấy, về các bác cắt gà, cắt vịt, cắt thịt, cắt xương, cắt rau củ quả sử dụng nhà bếp cho em rất hợp lý, sắc bén. Đấy, các bác nghe tiếng kéo rất ok, cái phần thớ kéo rất là dày này. Đấy, tay cầm này chắc chắn dễ cầm. Đấy, nó tạo cái tư thế dễ cầm, có lực hơn nhá. Có phần khóa hãm này, rồi là một cái hay của sản phẩm nữa là các bác nhìn cái phần răng dưới này. Đấy, là nó thiết kế theo dạng là nhấp nhô nhô này, để khi mà các bác sử dụng các bác có thể dùng cái này các bác đánh vẩy cá. Đấy, rất tiện dụng nha, các bác có thể đánh vẩy cá cho em rất hay luôn. Giá này thì bên em đang gửi bác giá siêu tốt luôn đấy, giá gần như là tốt nhất thị trường luôn, 90k một cây nhá. Cứ lên mãi em sẽ là cái cây sản phẩm đấy, cái cây kéo gà Đức này. Đấy, kéo gà Đức chắc chắn chất lượng lắm, 90.000 cho một cây kéo gà Đức nào nhá, 90.000 một cây. Sản phẩm đũa Nhật 10 đôi này, sản phẩm đũa Nhật 10 đôi thì em báo giá luôn, bên em đang gửi bác giá sẽ là 40k nhá, 40k. Đây, em viết bên đó. 40.000 nhá, 40k. Đấy, 40k cứ lên mãi em sẽ sản phẩm là cái đũa Nhật. Đấy, đũa Nhật nhá. Một cái vỉ đũa Nhật này thì sẽ gồm có cho bác là 10 đôi. Đấy, 10 đôi đũa Nhật. Cái này thì chất liệu nó là từ sợi thủy tinh nên là các bác dùng là yên tâm, là không lo nó bị nấm mốc hoặc là cong vênh. Đấy, cái ưu điểm của sản phẩm này là không lo nấm mốc và không lo cong vênh nhá. Đấy, thiết kế cực kỳ là chất lượng luôn. Cái này anh em cũng đã dùng rồi. Đấy, các bác cứ mua cho em khoảng tầm 4 5 vỉ về mình thay một loạt cả cái đũa nhà mình đi. Nhìn thứ nhất nó đồng bộ, thứ hai đẹp, mà thứ ba là dùng là nó dùng nó chất lượng nhá. Đây này. Đấy. Nhiều bác hỏi là đũa này gấp có trơn không thì các bác yên tâm đi, đũa gấp cực kỳ ok luôn. Đũa gấp không trơn đâu nhá, gấp rất là ngon. Cứ ngắm miếng nào là gấp trúng bên đây luôn, không trượt miếng nào đâu. Đấy, rất là hay. Một vỉ đũa Nhật 10 đôi. Chất liệu là từ sợi thủy tinh nhá. Đấy, không bị nấm mốc và không bị cong vênh các bạn, không bị nấm mốc và không bị cong vênh. Đũa nhìn rất là sang, thiết kế rất là đẹp, sang trọng lịch sự nhá. Một vỉ 10 đôi này với giá sẽ là đi 90k nhá, 40k thôi các bác nhá, 40k cho một cái vỉ đũa Nhật 10 đôi nha. 40k một vỉ. Máy sấy tóc thì hàng bên shop tiếp tục hàng về này, máy sấy tóc công suất 3.500W, các bác sử dụng gia đình con này thì rất hợp lý luôn. Đấy, lên mã thì em sẽ là sản phẩm là cái cây máy sấy tóc nhá, công suất sẽ là 3.500W. Con này nó sử dụng điện 220, có hai công tắc nhá, một công tắc chỉnh gió này và một công tắc là chỉnh độ nóng. Đấy, máy chạy cực kỳ khỏe và rất là êm. Đấy, nói chung là các bác dùng gia đình cái con này rất hợp lý. Cái công suất này nó là cái công suất mà sử dụng gia đình này. Đấy, bình thường là các bác dùng những con công suất lớn ấy thì có khi lại là dùng nó lại hơi lãng phí hoặc là tốn điện. Đấy, hoặc là dùng những cái con mà nó nhỏ quá thì mình sấy nó lại không đã. Đấy, thì nói chung là đối với cái sản phẩm này là công suất 3.500W là dùng gia đình là hợp lý lắm này. Đấy, công suất vừa đủ để các bác xài nhá, không to quá, không nhỏ quá, vừa ok luôn. Có hai công tắc, một công tắc chỉnh gió và một công tắc chỉnh nóng, thì nó có những cái cấp độ công tắc ở đây, thì về các bác điều chỉnh hai công tắc nào cho em là xong. Dây nguồn về cắm trực tiếp vào điện 220 là các bác xài. Đấy, máy chạy khỏe rất là êm. Có phần đèn nhá, có phần đèn hồng ngoại. Đấy, giúp diệt khuẩn các bác nhá, diệt khuẩn rồi là sấy tóc các nhá, sấy tóc, sấy đồ. Nói chung là ok, sử dụng ngon lành, chất lượng, mà giá thì hạt rẻ bình dân thôi, chỉ có 150.000 nhá. Cứ lên mã em sẽ là cái máy sấy tóc nhá, máy sấy tóc đang bán với bác giá sẽ là 150k cho một cái cây máy sấy tóc nha, chỉ có 150.000 thôi. Đấy, 150k một cây. Lên mã em sẽ là sản là cái cây máy sấy tóc nhá, 150k một cây máy sấy tóc này, sử dụng nguồn 220 và công suất của nó sẽ là 3.500W nhá, dùng gia đình là rất hợp lý. Đấy, thiết kế cực kỳ chắc chắn, cầm rất là chắc tay. Các bác mua hàng đó là cái phích cắm diệt, báo giá luôn này, đang bán bác là 10.000 cho một cái cây phích cắm diệt này, 10k một chiếc nhá. Đấy, nó là phích cắm chân diệt để về chuyên để các bác cắm vào cái những cái ổ điện Nhật nhá. Ổ điện Nhật là người ta hay dùng chân diệt nên là các bác đôi khi được các bác mua ngoài trường ấy là nó hầu như toàn chân tròn thôi, mà Việt Nam bây giờ cũng hầu như phổ thông toàn chân tròn, đôi khi rất là khó kiếm. Đây thì các bác mua cho em cái phích này về, các bác cắm vào chuyên vào cắm ổ điện Nhật này đó. Con này là dòng phích chống va đập chống vỡ rất là tốt nhá, giá thì hạt rẻ bình dân, chỉ có 10.000 thôi. Đấy, chân của nó sẽ là chân đồng cực kỳ chắc chắn luôn. Về các bác xoáy em cái đốc ra, mở cái nắp ra, đấu cái dây vào là xong. Đấy, đấu dây vào là xài thôi. Đó, phích cắm chân dẹt nha, 10.000 cho một chiếc phích cắm chân dẹt này. Đấy, phích cắm chống va đập nhá, chống vỡ, chống cháy. Đó, giá hạt rẻ mà sản phẩm dùng ok lắm. Đấy, cắm nó chắc chắn mà không bị mô ve, không đánh lửa thứ gì nhá. Hàng chân đồng tiếp điểm tốt, 10.000 các bác nhá, 10k một chiếc thôi. Đấy, các bác nào bữa trước chưa chốt được thì hôm nay tranh thủ chốt luôn nhá. Phích cắm chân dẹt nhá, đang gửi bác giá sẽ là 10.000 cho một chiếc phích cắm chân dẹt nha.
Sản phẩm tiếp theo đi em lên nhanh luôn cho bác, mà hàng đó là cái bộ ống hút dung dịch nhá. Các bác mua về dùng để hút dầu, hút hút dầu, hút xăng này, hút nước này, rồi là hút rượu này, rất tiện dụng luôn. Đó thì một cái bộ ống hút dung dịch này với giá sẽ là 30k bộ nhá, 30k bộ. Lên mã giúp cho em sẽ là cái bộ ống hút dung dịch này. Đấy, ống hút, bộ ống hút dung dịch. Đấy, cái con này nó có chức năng là tự mồi nhá, các bác không cần phải cho mồm mà các bác hút như mọi khi ấy. Đấy, rất là khó để các bác sử dụng nhá, thì các bác dùng cái này, các bác chỉ việc là lắp vào, các bác bóp bóp cho em mấy phát là nó sẽ mồi lên nhá, rất hay luôn. 30k một cái bộ ống hút dung dịch này, 30.000 bộ nhá, dùng rất ok. Đây, một cái bộ này sẽ gồm có cho bác này. Đấy, là một cái tay bóp này, một cái dây này, đấy, đi kèm là một cái đai siết nữa, thì thực ra cái đai siết không cần lắm đâu. Đấy, đi về đây các bác nhìn nhá. Các bác nhìn trên thân cho em này, nó sẽ có là đây, nó sẽ có cái mũi tên. Nếu mà mũi tên nó chỉ về hướng nào thì tức là cái hướng đấy thì nó sẽ là ra, và cái hướng còn lại thì nó sẽ là hút vào nhá. Thì các bác cái ống này các bác có thể cắt đôi ra. Đấy, cắt đôi ra, hoặc là các bác nếu mà các bác không được, các bác để nguyên được. Ví dụ các bác lắp ở đầu não cũng được nhá. Đấy, lắp đầu ra cũng được, hoặc lắp đầu vào, thường thường thì nó sẽ là lắp đầu vào nhá. Lắp đầu vào. Đấy. Thì các bác lựa nó vào cái phần ống này. Đấy, các bác lựa nó vào cái phần ống. Đó, các bác lựa vào này. Đấy, sau đó có phần này, các bác cắm vào cái chỗ mà các bác cần hút cho em, và cái phần này các bác chỉ việc bóp này. Đấy, các bác bóp cho em vài lần cái là nó sẽ tự động là nó sẽ mồi những cái phần xăng, phần dầu các thứ rồi. Đấy, rồi là nước, rượu thứ rồi các bác nhá. Rất là hay luôn. Một cái bộ này thì bên em đang bán cho bác là 30k một bộ nhá. 30k một bộ. Lên mã cho em sẽ là cái bộ ống hút dung dịch nhá, 30k. Đây các bác cùng xem video thực tế về sản phẩm này. Cái bộ này dùng rất là tiện luôn. Đây. Đấy, bình thường là các bác hút đấy xăng các bác cứ hay phải đổ này. Đấy, các bác cho lên cao này, sau đó các bác bóp cho em vài phát là nó sẽ ra nhá. Đấy, không cần phải mồi miếc gì, bóp vài phát là tự động nó sẽ ra ngay. Rất tiện dụng luôn. Đó, rất là hay nhá. Đây. Hút chất lỏng sang chỗ khác vậy hãy mua cái này, hút rất đơn giản, không cần dùng miệng hút mồi ống, cũng có thể hút xăng dầu, rất tiện lợi phải không ạ? Nhấn giỏ hàng mua ủng hộ mình nha. Đấy, các bác dùng để hút xăng, hút dầu, hút nước này. Đấy, các bác chỉ việc để sau đó các bác bóp cho em. Đấy thì nó sẽ ra có thế thôi, rất là hay. Đấy, và lưu ý khi mà các bác sử dụng cái sản phẩm này ấy, thì cái chỗ mà các bác muốn hút ra thì các bác phải để ở trên cao, còn cái chỗ mà các bác dùng để chứa thì các bác để dưới thấp, thì nó sẽ theo lực quán tính là nước nó sẽ đổ từ thấp từ cao xuống thấp nhá. Đấy thì nó mới xuống được, chứ còn các bác mà để ngang bằng là không thể hút được đâu, em nói luôn đấy nhá. Còn nhiều khi về các bác bảo là hút được, các bác để ngang bằng sao hút được, các bác phải để từ trên cao xuống dưới thì bắt đầu nó hút được nhá. 30.000 một cái bộ hút dung dịch nha. Tiếp theo thì em lên luôn cho bác mà hàng đó là cái cây xăm thịt này. Lên mã cho là cái cây xăm thịt nhá. Cây này về dùng rất là tiện. Các bác muốn thịt thà, các bác mỗi khi mà các bác làm món những cái món ví dụ đặc biệt là món nướng này, rồi là những cái món chiên các thứ rồi. Mình chiên cả tảng, mình chiên cả miếng ấy. Hoặc là các bác nướng cả tảng, các bác muốn nó gia vị nó ngấm, hoặc là ví dụ muốn bì nó nổ thì các bác mua ngay trong cái này về. Đây là một cái cây xăm thịt nhá. Đấy, nó sẽ gồm có rất nhiều cái gai nhọn bằng inox này. Đấy, nó rất là nhọn luôn. Thì các bác dùng rất là dễ, các bác chỉ việc dùng cái này các bác châm. Đấy, các bác dùng là các bác châm được chưa? Đấy thì khi mà châm thì nó sẽ tạo ra những cái nhỗ, lỗ nhỏ này này. Đấy, các bác châm vào bì hoặc là châm vào thịt. Đấy, để khi mà các bác ướp này thì gia vị nó ngấm vào rất là đều. Đấy, rất là đậm đà. Đấy, ăn nó không bị nhạt nhòe nhá. Đấy, và muốn bì nó nổ thì các bác dùng cái này các bác châm vào, thì khi mà các bác chiên lên, các bác nướng lên, bì nó nổ rất là giòn luôn. Đấy, bên em đang gửi bác một cái cây xăm thịt này với giá là đi 30.000 một cây nhá. Lên mã thì em sẽ được cái cây xăm thịt nhá, giúp gia vị ngấm ngáp ngon hơn, giúp bì nổ giòn hơn. 30k nhá, 30k một cái cây xăm thịt này, 30.000 một cây. Tiếp theo thì em lên luôn cho bác mà hàng đó là cái hộp bao tay thực phẩm này. Một hộp này sẽ gồm có là một cái trăm, 100 bao tay thực phẩm. Đấy, đi về các bác dùng để các bác xài. Đấy, tiết nhất các bác xài nhiều. Đấy, đặc biệt là nhiều những cái món mà cần bao tay cho nó sạch sẽ này. Đấy, các bác đi cho em cái mua trên cái đôi bao tay và các bác đi nhá, rất là sạch luôn. Đấy, một hộp này là sẽ gồm có là 100 cái nhá, một hộp là 100 cái chiếc bao tay này. Đấy, nó là dạng bao tay nylon nhá. Thì khi mà các bác dùng một lần các bác bỏ luôn. Đấy, rất ok. Giá nó hạt rẻ lắm, một cái hộp này 100 cái thì giá nó chỉ có là đi 20.000 thôi nhá, 20.000. Đấy, bao tay thì nó là dạng nylon dẻo nhá, dạng nylon dẻo, đi nó rất là vừa tay, các bác nhìn này. Đi rất là vừa tay, đi rất là thật tay. Bình thường ấy, là các bác hay mua những cái dạng bao tay ấy, ở ngoài chợ, ngoài siêu thị ấy, đi là nó cứ hay lùm xa lùm xùm, nó rất là khó làm. Đấy, đặc biệt là các bác làm bếp làm giáp ra. Đấy, thái dao với các thứ mà cầm nó không chắc ấy. Đấy, chẳng may thái trượt tay cái rất là nguy hiểm. Đây, con này nó đi, các bác nhìn này. Đi nó rất là ôm tay luôn. Đấy, nó không bị thừa đâu, nó không bị thừa đầu. Đi rất là ôm tay và rất là hay. Đó. Và các bác sử dụng hoạt động nó rất là thật tay luôn. Đấy. Thì một cái hộp này, cái này em nói luôn nó rất là co giãn các bác nhìn này. Kéo này. Đấy, kéo nó rất là co giãn nhá. Bình thường những cái kia mà các bác kéo cái nó rách ngay, các bác nhìn này. Kéo co giãn dã man luôn các bác nhìn này.
Em kéo nó giãn này, nó còn chưa rách này. Đấy, nó rất là co giãn luôn. Nên là khi mà các bác sử dụng, nó xài rất ok. Đấy, thì một hộp bao tay thực phẩm này. Một hộp là đi 100 cái nhá các bác nhá. Một hộp là số lượng là 100 cái. 100 cái nhà này, 100 cái này. Tức là vào là 50 đô nhá. Tức là vào là 50 đô đấy. Thì lên mã cho em sẽ là bao tay thực phẩm nhá. Đấy, bao tay thực phẩm, bao tay nhà bếp. Giá của em là gửi bác là 20k nhá. 20k trên một hộp. Đó, 20k một hộp nhá. Một hộp là 100... 100 cái này tức là vào là 50 đôi này. Đấy. Các bạn nhìn em cầm bút em viết này vẫn ok luôn nhá, không có bị vướng viết thì không có bị khó làm hay khó viết nào đâu, rất ok luôn. Đó. Một hộp là một hộp bao tay thực phẩm là 20k một hộp nhá, một hộp là 100 cái bao tay nhá. Đấy. Tức là vào là 50 đôi nhá, 50 đôi đấy. Đó. Rất là dẻo luôn. Các bác dùng một lần xong là bỏ luôn nhá. Đó. Nói chung là nếu mà về làm bếp làm giáp các bác dùng một đôi này các bác dùng thoải mái luôn, dùng thoải mái luôn. Đó, và nó rất là co giãn luôn nhá, co giãn rất tốt đấy, nó là dạng dạng ni lông ngon, ni lông xịn đấy, nên co giãn rất ok. 20k một cái đôi bao tay phẩm một hộp nha. Thế là điện quay nhá, hôm nay thì em cũng về cái lô này, em cũng bán nhanh xả kho đấy, ngày Tết cho bác dễ mua luôn. Lên mã giúp em sẽ là cái sản phẩm là cái đèn quay đấy, cái đèn quay nhiều màu nhá, đấy, rất nhiều màu sắc rất đẹp luôn. Giá bữa trước đang bán với bác là 60.000, hôm nay em về bác mức giá rất dễ mua luôn, 40k cho một chiếc đèn quay này đấy, chỉ có 40.000 thôi một chiếc đèn quay, rất nhiều màu sắc nhá. Đấy, bộ sản phẩm thì nguyên hộp nha. Đó. Sẽ gồm có cho bác là một cái đuôi nhá, một cái đuôi. Đấy, cái đuôi này có kèm cả công tắc bật tắt này, rất tiện lợi luôn, và một cái con đèn. Đấy, con đèn này thì cái nguyên lý động của nó là nó cứ sẽ quay tròn nhá, quay tròn và nó tạo hiệu ứng rất nhiều màu khác nhau và nó chiếu được rất là xa các bác nhá, nó phản ra rất là xa. Đấy thì về các bác kết nối thì các bác chỉ việc xoáy vào cái đuôi này cho em này. Xoáy vào cái đuôi này. Đấy, cắm trực tiếp cái này vào trong nguồn 220 cho em. Đó. Đây cắm trực tiếp nguồn 220 và các bật lên cho. Đấy. Là bắt đầu là cứ thế là nó quay thôi. Coi nhá, cứ này nó quay tròn này, có nhìn này. Cứ như này là quay tròn này. Đấy, và nó sẽ chiếu ra chiếu cái ánh sáng này rất nhiều màu sắc khác nhau, rất đẹp luôn. Cái này em đang để trong cái điều kiện là nó có nhá. Nó hơi tối. À nó hơi sáng một chút, đây em tắt cái đèn này. Đó vào đây không? Khi mà tắt cái đèn đi thì nhìn nó lên nó rất là rực rỡ luôn. Đó, nhìn rất là rực rỡ nhá. Nó rất nhiều màu sắc huyền ảo khác nhau. Và nó cứ thế là nó quay tròn đi này. Nhìn này, đấy, nó cứ quay tròn. Và nó chiếu rất là xa luôn. Đấy, nó chiếu được xa và chiếu được không gian rộng nhá. Đấy, nó cứ quay tròn này thôi. Đó, thì lên mã giúp cho em sẽ là siêu phẩm là đèn quay nhá. Đèn quay nhiều màu sắc khác nhau, cứ quay tròn nha. Đấy thì ở đây nó có tích hợp cả cái công tắc bật tắt này, lúc nào mà dùng ấy thì các bác bật lên, không dùng thì mình có thể tắt đi. Đấy, bằng cái công tắc ở cái đuôi luôn. Đấy, lúc nào dùng thì bật lên, không dùng tắt đi, lúc nào dùng bật lên cho em. Ok luôn. Đó. Lên mã giúp em sẽ là sản phẩm là đèn quay, hôm nay em xả kho bán em bác luôn. Chỉ còn có 40k nhá, 40k cho một chiếc đèn quay nha. Đấy, đèn quay nhiều màu sắc rất là đẹp nha. Đấy, lung linh nhưng chưa các bác, nhìn như ba sàn, nhìn như là vũ trường luôn nhá, rất đẹp luôn. Đó, về các bác dùng để trang trí ngày Tết ngày nhất các thứ, nhà cửa quá ok luôn. Tiếp theo thì em về thêm cho bác cái lô hàng, đó là cái con máy xay bột này. Đấy, máy xay bột cũng rất nhiều bác hỏi cái mã này. Đó, lên luôn cho bác mã hàng, đó là cái con máy xay bột nhá. Một con máy xay bột sử dụng nguồn điện 220. Đó, rất tiện dụng luôn. Về cái sản phẩm này thì thông số công suất của nó thì công suất sẽ là vào 250W nhá, sử dụng nguồn điện là 220, tần số 50Hz này. Đó. Con này thì các bác có thể xay được rất nhiều những cái đồ khác nhau, ví dụ như là bột quế này, xay thành bột này, rồi là xay bột ớt này, xay bột cái này hạt tiêu này, rồi là bột đỗ này, bột gạo này, hoa hồi thảo quả này, những cái đồ gia giảm gia vị các bác muốn xay thành bột đấy thì các bác mua cho em cái này về. Đấy, hoặc là ví dụ các bác mua về mình dùng để xay gạo nấu cháo này cũng rất ok luôn nhá. Đấy. Sản phẩm hàng mới nguyên hộp nha. Đấy. Em vào báo giá luôn nhá. Lên mã giúp em sẽ là sản phẩm là cái con máy xay bột cô nhá. Máy xay bột đi. Đấy, máy xay bột này. Máy xay bột này thì bữa trước bên em đang bán là 160.000. Đấy, hôm nay em giảm giá cũng thanh lý xả kho bán nhanh các bác luôn. Chỉ còn có 120.000 thôi. Bán nhanh luôn, 120.000 một con máy xay bột nha cô nhá, 120k. Mới keng luôn và cực kỳ dễ dùng nhá, cực kỳ dễ dùng, dễ sử dụng nhá. Và em nhắc lại với các bác là cái con này nó chỉ chuyên dùng để các bác xay khô thôi nhá. Đấy, xay bột khô nhá, chứ còn xay bột ướt là không xay đâu, chỉ chuyên dùng cho xay bột khô thôi. Đấy thì về rất là dễ dùng. Các bác chỉ việc mở nắp này, cho cái đồ các bác cần xay cho vào đây. Đấy, và các bác cắm trực tiếp vào nguồn điện 220. Đó, và khi mà các bác đậy cái nắp này vào, nó sẽ có một cái công tắc ở đây này. Đấy, các bác ấn vào đây. Đấy, ấn vào đây. Là cứ thế là nó quay thôi các bác nhá, cứ thế là nó quay là nó xay thôi. Xay cực kỳ mịn luôn, riêng dòng này xay rất mịn nhá. Nếu mà không mịn thì bên em không lấy tiền các bác luôn. Các bác cứ về xay test cho em thoải mái luôn. Đó, các bác nhìn cái phần lưỡi nó này.
lưỡi nó kiểu dạng là lưỡi xoắn, lưỡi lưỡi kiểu nhiều cạnh em nhá, nên là nó xay rất là nhuyễn nhá, xay cực kỳ nhuyễn luôn. Đấy, cái phần trên này thì toàn bộ nó mới inox 34, rất chắc chắn luôn nhá, bền. Đấy, chất lượng cầm khá là nặng tay nhá. Đấy, lên mã giúp em sẽ là sản phẩm là cái máy xay bột khô nhá, máy xay bột khô. Đấy, xay đỗ tương này, xay gạo này, xay các kiểu các loại này, xay bột ớt này, xay bột quế này, các thứ thứ luôn. Đấy, 120.000 một chiếc nhá, 120k cho một cái con máy xay bột khô này, xay rất nhuyễn luôn nhá. Đấy, xay nhuyễn luôn, các bác không cần phải mang ra quán xá gì. Mình chỉ việc ví dụ ở nhà mình có tí món cháo, món lão cái thứ đấy. Mình muốn xay tí bột gạo để mình nấu cháo thì các bác cho luôn đây, các bác xay này. Đấy, cho luôn là xay rất tiện luôn. Xay tí cái là các bác cho là các bác nấu luôn, ok luôn. Đó. Máy xay bột khô nhá. 120k nhá, 120k cho một chiếc máy xay bột khô này. Dùng điện 220. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng đó là cái cuộn dây phơi quần áo này, em xả kho luôn cái này luôn. Đấy, lên mã giúp cho em sẽ là sản phẩm là dây phơi đồ. Đấy, dây phơi đồ hoặc là dây phơi quần áo đều được. Nên em giảm giá xả kho bác dễ mua luôn. Giá chỉ còn có 10.000 một cuộn thôi, 10k một cái cuộn dây phơi nha. Với chiều dài tổng thể là 5 mét nhá, 5 mét. Đó, 5 mét. Có 10.000 một cuộn thôi, bán nhanh xả kho bác luôn. Mỗi cuộn này thì nó đều có cái móc cài nhá, đều có cái móc cài luôn đây này. Đấy, đều có móc cài luôn. Đây nó có cái móc cài, ở đầu này nó có móc cài luôn nhá. Đấy, hai đầu hai móc cài. Và ở đây thiết kế rất hay. Đấy, nó có những cái phần khuy một này. Đấy thì khi mà các bác treo đồ, các bác treo vào những cái khe này thì nó không bị bay đồ nhá. Đấy, không bị bay đồ, phơi đồ. Riêng con này thì các bác cứ rầm rã treo ngoài mưa nắng thoải mái treo luôn. Vì như em cũng đang dùng cái sợi này từ đợt đầu năm, em cũng rầm rã phơi ngoài mưa nắng thoải mái mà. Cũng không rõ là nó đồng cái chất cước gì nhưng mà em thấy nó siêu bền luôn. Nó bền dã man luôn ạ. Nắng mưa các thứ là các bác phơi ngoài trời cho em thoải mái luôn. Đấy, các bác dùng về phơi đồ này, mình phơi chăn, phơi màn, các thứ phơi chiếu này này, rất chắc chắn luôn nhá. Đấy, mua mình xem chiều dài, chiều giếc các thứ mình cần bao nhiêu thì các bác cứ tính ra. Một cuộn này là 5 mét này. Đấy, các bác tính xem mình cần mua bao nhiêu mét thì các bác mua nhá. Và con này có thể là nối tiếp vào với nhau được vì nó có cái phần móc này này. Đấy, có phần móc này rất ok luôn. Giá thì bình dân hạt rẻ thôi. Mà em xả kho bán này nó luôn chỉ có 10 nhà một cuộn nhá. 10 nhà một cuộn dây phơi. Siêu bền luôn nhá, dòng cước cực kỳ bền. Đấy, nó là dạng cước rất bền luôn. Đó. Là 10k một cuộn nhá. Một cuộn này dài được là 5 mét này. Đấy, một cuộn dài 5 mét. Đây các bác cùng xem thực tế về sản phẩm này. Đấy, rất là ok luôn. Đấy, các bác về dùng, mình dùng để phơi đồ đấy, phơi đồ, phơi quần áo móc lên rồi là ví dụ chăn màn nó ra. Đấy, nó có những cái phần lỗ nhá. Ví dụ là gió nó có bay quần áo thứ không vấn đề đâu ạ. Đấy, nó không bị rơi, không bị các thứ nhá. Đó, cực kỳ chắc chắn luôn. Đó, về các bác cứ dầm mưa dãi nắng cho em thoải mái. Con này dầm mưa dãi nắng cực kỳ ok luôn. 10k một cuộn nhá, 10k một cuộn. Một cuộn dài là 5 mét thôi nhá. Tiếp theo thì em lên luôn cho bác mấy hàng đó là cái xốp mút rửa bát này. Đấy, một cái combo xốp mút rửa bát này thì sẽ gồm có là đi tổng là 3 miếng nhá, 3 miếng để về các bác dùng rửa bát, rửa đĩa thứ là rất ok luôn. Đấy, rất sạch nhá. Đây, nó sẽ gồm có một cái combo này, nó sẽ gồm có là 3 miếng. 3 cái miếng mút rửa bát này. Đấy, 3 cái miếng mút rửa bát này. Một cái miếng này sẽ gồm có là hai mặt này. Đấy, các bác về dùng để rửa bát, rửa đĩa rất sạch luôn. Đó, đây. Một combo là các bác mua là được 3 miếng này. Đấy, sẽ gồm có là một cái mặt nhám để các bác có thể là ví dụ như là những cái chỗ nào mà nó két vào các bác dùng để các bác đánh nhá, và một cái phần trơn này để các bác rửa bình thường. Đó, về rất là ok. Về rửa xoong, rửa nồi, rửa đồ, rửa đạc các thứ như mình, rất là hay luôn. Một cái combo này là một cái combo miếng mút rửa bát này là 3 miếng này, với giá thì chỉ có 10.000 thôi nhá. Lên mã giúp em sẽ là cái combo miếng mút, miếng xốp rửa bát nhá. Đấy, một combo này là 10k nhá, 10k. Lên mã giúp em sẽ là cái miếng xốp rửa bát. Xốp rửa bát nhá. Đấy, xốp rửa bát, một combo 3 miếng nhá. Đấy, một combo là 3 miếng, bán một combo này là 10.000. Đấy, 10.000 3 miếng nhá, rất ok luôn. Đó, giá rất bình dân. Mua về rửa bát, rửa đĩa, thứ rửa đồ đây thì mình ok luôn. Có hai mặt nhá, một mặt là mịn và một cái mặt là nhám để các bác kỳ những cái phần cứng đầu, còn cái phần mịn này các bác cọ rửa bình thường. Đó, 10k các bác nhá, 10k. Rồi mã hàng tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng đó là cái bộ chổi quét bụi này. Đấy, cái bộ chổi bụi nó rất là hay. Cái bộ này nó thiết kế rất là hay là nó rất là nhỏ nhỏ xinh xinh này, này. Đấy. Các bác dùng ví dụ như ở trên những cái chỗ ví dụ như là ban bàn thờ này, các bác dọn dẹp này. Đấy. Rồi là những cái chỗ khe kẽ là mình mang cái con chổi to nên rất là lồng còng thì các bác mua mua cho em cái bộ này về. Một cái bộ này thì chỉ có 30 ngàn thôi. Thì các bác cứ lên mã giúp em sẽ là cái bộ chổi quét bụi ở ban bàn thờ nhá. Đấy, bộ chổi quét bụi ở ban bàn thờ. Đấy, hoặc là cái bộ chổi quét bụi mini đó. Đấy, bộ chổi quét bụi này. Chổi quét bụi mini nhá. Chổi quét bụi mini. Đấy,
các bác dùng ở quét ở ban bàn thờ thứ là những cái chỗ mà kia kia đấy, không cồng kềnh các bác không lôn được thì các bác lấy mua cho cái bộ này. À, giá bộ này đang gửi bác là 30k một bộ nhá, 30k. Một cái bộ này sẽ gồm có là một cái con chổi này và một cái gầu hót rác nhá. Đấy, ví dụ cho các bác dọn dẹp cái phần ban bàn thờ. Đấy, nó nhỏ gọn, xinh xinh này. Đấy, các bác dùng để các bác khua khua những cái bụi này, những cái phần khe kẽ đây là các bác khua rất ok. Đấy, rồi các bác có thể dùng con chổi này, những phần khe kẽ các bác dùng để các bác phẩy này. Đấy, các bác phẩy, các bác dọn dẹp những cái phần khung cửa sổ này cũng rất là hợp lý luôn nhá. Giá thì bình dân thôi, nó chỉ có 30 ngàn một bộ thôi nhá. Đấy, cái phần đầu này sẽ phần cước này. Đấy, phần cước rất là bông luôn. Đó, phần cước rất là dẻo và bông. Đấy, và một cái gầu hót rác đi kèm nha. Giá là gửi bác là 30k một bộ nhá. Bộ 30k một bộ. Lên mã cho em sẽ là cái bộ chổi cắt bụi mini nhá. Bộ chổi cắt bụi mini dọn dẹp ban bàn thờ khe kẽ những cái chỗ mà cồng kềnh các bác không mang được những cái bộ chổi to này, các bác mua cho cái bộ này về. Đấy, 30k một bộ chổi cắt bụi mini nhá. Tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng đó là cái hộp cái hộp này là cái hộp tẩy xanh này. Lên mã giúp em sẽ cái hộp tẩy xanh để về các bác dùng để tẩy xoong tẩy nồi. Đấy, dịp cuối năm các bác dọn dẹp nhà cửa này. Đấy, xoong nồi thứ là các bác cũng là đánh rửa sạch sẽ thì các bác mua cho em cái lọ này về. Một cái lọ tẩy xanh này thì giá là bình dân thôi, nó chỉ có 20 ngàn một lọ nhá. Lên mã giúp em sẽ là cái lọ tẩy xanh nhá, lọ tẩy xanh. Tẩy xanh các bác dùng để tẩy xoong nồi nhá. 20k nhá, 20k một cái lọ tẩy xanh nha. Đấy, 20k một lọ này. Đó, giá cực kỳ bình dân luôn đây. Thì nó là cái dạng đây, nó là cái dạng bột bột này, này. Đấy, một cái dạng bột này thì cái này về rất là dễ xài thôi. Ví dụ xoong nồi nhà mình thì các bác rửa qua cho em một cái lượt nước đi, sau đó các bác dùng này các bác phết lên, phết lên và các bác dùng cho em cái cọ xoong bằng sắt ấy. Đấy, cái cọ xoong bằng sắt nhà mình vẫn hay xài các bác, kết hợp với lại cái cọ xoong bằng sắt rồi. Đấy, các bác dùng để các bác kết hợp với cái bột này các bác đánh rất là sạch luôn. Đấy, sạch hết những phần cặn bẩn, nó bám lâu ngày thứ này, dầu mỡ ra rất ok luôn. Giá một hộp này là 20k một hộp nhá, 20k một hộp. Lên mã giúp cho em sẽ là cái hộp tẩy xanh, hộp tẩy xoong nồi. Đấy, hộp tẩy xanh, hộp tẩy xoong nồi. Giá đang gửi bác là 20k. Đây, chuyên dùng để các bác dùng để tẩy xoong tẩy nồi cái thứ này. Đấy, sạch sáng bóng cực kỳ ok luôn. 20k một hộp nhé. Đây, các bác cùng xem thực tế về sản phẩm này. Cái này em bán khá là nhiều rồi các bạn. Đây, các bác cùng xem này. Đa năng này không biết nó có được tốt như quảng cáo không mọi người, cùng mình thử nhá. Điện thì chảo của mẹ mình đang bẩn, thế là mình mang ra dùng luôn. Theo hướng dẫn sử dụng thì mọi người chỉ cần làm ướt chảo và bôi cái kem lấy lên cái phần cần làm sạch, sau đó dùng cái búi rửa bát và trà trong vòng 2 đến 3 phút rồi xả qua nước, và đây là kết quả. Ui, nó sạch thật sự luôn, mọi người thấy cái sự khác biệt giữa hai bên không? Đây, mình sẽ làm sạch hết cả cái chảo này cho mọi người thấy sự thay đổi thế nào nhá. Kiểu không ngờ cái này lại công dụng tốt như vậy ấy. Cái chảo ấy trông nó mới ra bao nhiêu phần liền. Ui, đó thực tế về sản phẩm nhá. Đấy, khi mà các bác dùng xong rất là mới xong nồi luôn. 20k nhá, 20k một hũ tẩy xanh, một hũ tẩy xong nồi nhá. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng đó là cái bộ nạo 3 món này. Đấy, bộ nạo rất là hay, một cái bộ nạo sẽ gồm có là 3 món. Các bác mua về dùng để dịp Tết nhất, nhiều cỗ bàn là thứ các bác mua về cho em. Đấy, mình nạo các thứ hoa quả này ok luôn. Một cái bộ nạo này sẽ gồm có là một cái cây nạo này. Một cái cây nạo thì nó sẽ có là hai kiểu nạo nhá. Một cái kiểu nạo thường và một cái kiểu nạo sợi này. Đấy, các bác nạo sợi các bác nạo cho em phần bên này. Nạo thường là các bác nạo cho em phần bên này. Đấy, tay cầm rất chắc chắn luôn. Toàn bộ sẽ là inox 304 nhá. Đấy. Và một cái cây nạo kiểu dạng nạo ngang tay này. Nhiều bác cầm cái kiểu dọc này các bác không cầm được thì các bác có thể chuyển qua cầm cái kiểu ngang tay này. Đấy, cầm cái kiểu ngang tay các bác cầm cái cây này. Và một cái con dao nhá, một cái con dao. Đấy, con dao để các bác tỉa tót hoa này, rồi là những cái phần nó sâu ở trong quả kia các bác dùng để các bác khoét, các bác khều ra. Đấy, rồi là ví dụ như là các bác có những cái món lòng gà lòng vịt ấy, các bác dùng cái con dao này các bác xía làm lòng gà lòng vịt rất tiện luôn. Đấy, con này em làm xài thích cực kỳ. Và đằng sau nó có một cái rất là hay là một cái zip này. Đấy, ví dụ những cái phần lông gà lông vịt, lông non lông măng các bác dùng để các bác zip các bác gấp ra rất ok luôn. Đấy, một bộ nạo này sẽ gồm có là cho các bác là 3 món và rất là nhiều những cái chức năng trong cái bộ nạo này. Nạo thường, nạo sợi này, rồi là có dao giếc, dao nhỏ nhỏ đi kèm. Một bộ này thì giá bình dân thôi, chỉ có 30 ngàn một bộ thôi nhá, 30 ngàn một bộ. Lên mã giúp cho em sẽ là sản phẩm là cái bộ nạo 3 món nhá. Inox 304 cực kỳ sắc bén luôn, nạo sắc ngon lắm. Bộ nạo 3 món này. Bộ nạo 3 món này với giá bên em đang gửi bác là 30k một bộ nhá. 30 ngàn một cái bộ nạo 3 món nhá, 30k một bộ. Tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng đó là cái cây cọ cốc silicone để về các bác Tết nhất mình rửa cốc rửa chén này. Rất cần một cái cây cọ cốc này. Đấy, đặc biệt là những cái dòng cốc mà cốc nó sâu ấy, cốc nó sâu, cốc nó dài thì các bác mua cho em mấy cốc này về. À, mua cho em mấy cây cọ này về các bác cọ nhá, dùng rất hay luôn. Đây, đấy. Ví dụ như đây cái cốc này thì không nói thì các bác có thể luồn tay được, hoặc là những cái cốc mà nó dài hơn, nó sâu hơn. Đấy, dài hơn khoảng tầm là 20 cm ạ này. Cốc nó rất là sâu các bác không thể luồn tay vào được nhá. Thì các bác mua cho em cái này về, các bác luồn nó vào. Đấy, các bác dùng để các bác cọ này. Đấy, cọ rửa cái phần
cốc, những cái phần cốc sâu nhá, cốc này rồi là chai lọ, những cái phần mà những cái đồ mà nó sâu để các bác xỏ cái này vào để các bác cọ cho em nhá. Đấy, cái phần đầu này của nó sẽ là dạng đầu silicone nhá, nên khi mà các bác cọ ấy, nó rất là sạch cũng như rất là mềm, nó không lo nó bị xước đồ, và đồng thời nó chà hết những phần cấu ghét bẩn ở trong cốc mình ra. Đấy, tay cầm cán nhựa nhá. Con này nó dài, chiều dài nó rơi khoảng tầm là 25-27 cm, khá là dài đấy. Đó, thì bên em đang gửi bác một cái cây cọ cốc đầu silicone nha, với giá sẽ là đi 20k một cây nhá, 20k một cây thôi, 20k một cây. Đó, 20k. Lên mã cho em sẽ là sản phẩm là cái cây cọ cốc đầu silicone nhá, đang gửi bác là 20k. Các bác cọ những cái cốc nó sâu, những cái chai lọ nó sâu, các bác không luồn tay được thì các bác dùng cái này, các bác luồn vào để các bác cọ nhá, rất ok luôn. 20k một chiếc nhá. Tiếp em về một cái mã hàng rất là hay, đó là cái này là cái túi đất sét này, cái túi đất sét. Đấy. À, cái túi đất sét này em báo giá luôn. Bên em gửi bác sẽ là 5k nhá, 5k một cái túi đất sét nha, chỉ có 5.000 một túi thôi. Đấy, 5.000 một túi đây. Nó là cái dạng đất sét như này. Đấy, dạng đất sét dẻo nhá. Đó thì đây, nó như kiểu là một cái miếng đất nặn nhá, một cái miếng đất nặn. Đó, một cái miếng đất nặn này. Thì ví dụ như là những cái chỗ lỗ nào mà các bác muốn bít vào ấy, rồi là những cái phần lỗ điều hòa, rồi là những cái phần lỗ hở, rồi là những cái chỗ chi tiết hở các bác muốn bít vào thì các bác mua cho em cái này về. Nó là, thực ra nó không phải là đất đâu, nó là cái một cái dạng chất liệu mà em không rõ lắm, như nó dẻo dẻo như kiểu xốp ấy. Đấy, và nó cũng có độ dính ấy, có độ dính, độ bám, và nó có độ liên kết với nhau. Ví dụ các bác giật đất này này, đấy, các bác muốn dính lại với nhau nhá. Đấy, các bác chỉ việc quặn cho em cái này, quặn vài phát. Đấy, thế là nó lại dính liên kết chặt với nhau luôn, rất hay nhá. Đấy, và nó có thể dẻo dẻo uốn uốn này. Đấy, vì về các bác bít vào những cái phần lỗ lỗ các thứ này, đấy, lỗ điều hòa, rồi là những cái phần lỗ hở này, rồi là những cái chi tiết các thứ là các bác bịt vào nhá, rất hay luôn. Lên mã em sẽ là cái túi đất sét này, thì bên em đang bán một túi đất sét này là 5k một túi này. Đấy, về những cái lỗ các bác bít vào nhiều thêm nhá, 5k một cái túi đất sét này nhá, 5k một túi. Em vừa xem lại cái này thì chuẩn của nó là cái dạng xi măng các bạn, nó là cái dạng xi măng chống thấm nhá, xi măng chống thấm, xi măng dẻo nhá các nhá, rất là hay. Đấy, về các bác những cái phần lỗ hở các thứ các bác dùng này có bít vào trong, lấy bít vào. Thì đây một cục, một cục này em đang bán một cục, em vừa bóc ra một túi này thì sẽ được một cục như này. Đấy, một cục cũng tầm một nắm tay này, thì là 5.000 một túi nhá, thì nó sẽ ở trong túi sẵn này để cho nó đỡ bị khô ạ. Đấy, còn về các bác một thời gian là các bác để nó sẽ khô đi. Đấy, nó sẽ khô đi. Đấy, em bóc qua chắc là khoảng tầm hơn tiếng rồi, nó vẫn rất là dẻo luôn. Đấy, về những cái chỗ nào mà các bác lỗ liếc các thứ là các bác phết cho em. Đấy, các bác bịt vào rất hay. Đây, các bác cùng xem một cái video này. Đây, có nhiều cái chỗ mà dư thừa như vậy thì nên dùng cái xi măng chống thấm để nhét vào này, để che đi cái khuyết điểm mà đi, hoặc là mấy cái lỗ điều hòa của mình á, chét vào để đỡ hao tiền điện. Những lỗ dư thừa là mình có thể chét vào. Đây là xi măng dẻo chống thấm, có thể dùng khoảng 4 tiếng sau nó sẽ khô cứng lại, mình có thể đổ nước vào để cho nó mềm ra rồi bóc ra thôi. Các bác có nhu cầu thì có thể bấm mua nhá. Đấy, rất hay nhá. Cái này thì các bác để thì nó sẽ khô, còn nếu mà các bác muốn nó dẻo thì các bác đổ nước vào cho nó dẻo để các bác bóc ra, rất là hay luôn. Đó, nó là dạng xi măng dẻo, xi măng chống thấm. Thì các bác cứ lên mã nha, sẽ là cái cục xi măng hoặc là cái cục đất sét đều được. Đấy, bên em đang gửi bác là một cái sản phẩm, một cái túi này này. Một cái túi này là 5k một túi này, 5k một túi nhá. Đấy, các bác lấy mấy túi thì cứ báo nha. Đấy, bán rẻ bác là 5.000 một túi thôi. Tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng đó, cái máy đánh trứng này. Để mã em sẽ là máy đánh trứng hoặc là cái máy đánh tạo bọt cà phê được. Đấy. 30k nhá, 30k. Các bác về dùng để tạo bọt cà phê, đánh cà phê này, rồi là các bác đánh trứng này đều được luôn. Đấy, rất là hay. 30k nhá, 30k một cái chiếc máy đánh trứng, máy đánh trứng đánh cà phê này. Đấy, khá chắc chắn luôn nhá. Đây là phần công tắc này. Đấy, phần công tắc. Thì cái này rất là dễ xài thôi. Về các bác tháo cái phần nắp ra. Lắp cho em hai viên pin rồi nhá. Con này nó sử dụng hai viên pin to nhá, hai viên pin to. Lắp cho em hai viên pin thôi. Đây để đợi chút em lắp pin rồi cho em quay bác con này. Đây nhá, về thì bác lắp cho em hai viên pin, hai cái viên pin con thỏ vào. Đây này, lắp hai viên pin con thỏ vào. Các bác lắp vào. Đậy nắp vào là cứ thế là máy chạy thôi nhá. Máy chạy rất là khỏe đấy. Đây. Đó, máy chạy rất là khỏe luôn. Nó cái độ ngoáy của nó rất là hay. Cái độ ngoáy nó rất là tít luôn nhá. Đấy, cái độ ngoáy của nó để các bác dùng để đánh trứng này. Rồi là đánh tạo bọt cà phê, đây cái phần đầu nó này, nó thiết kế dạng lò xo này. Đấy, đánh dùng để đánh trứng tạo bọt cà phê nhá. Đây này. Nó lắc rất là khỏe luôn. Đó. Đây để em đó, các bạn nghe tiếng này. Các bạn nghe tiếng chưa? Cái độ lắc của nó rất là khỏe luôn nhá. Đấy, mình dùng để đánh trứng tạo bọt cà phê thì cực kỳ nhiều bọt luôn. Đó, thấy không? Chỉ cần hai viên pin thôi nhé, không cần nhiều, cần hai viên pin thôi các bác lắp vào là xài, rất hay.
Đó, cho vào tí cái là bọt hoặc trứng, bọt cà phê thứ là nó bông luôn nhá. 30.000 một cây nhá. Lên mã em xem cái máy đánh trứng nhá. Máy đánh trứng tạo bọt cà phê 30k một cây. Luôn. Bên em đang gửi bác giá thì cực kỳ là tốt luôn, 35.000 một chiếc túi da đeo hông này. Các bác cứ nhớ mã giúp em sẽ là túi da đeo hông nhá. 35.000 một chiếc. Bên em sẽ có hai màu là đen và nâu. Các bác lấy màu nào thì báo cho em nhá. Thì bên em sẽ chọn màu bác luôn. Đây là màu nâu này. Đấy, con này là màu nâu, còn đây cái con trong túi này là màu đen này này. Đây là màu đen này. Đấy, con đây là màu nâu đây. Đó thì lấy màu nào báo nha. Con này nè. Về các bác có đeo cái thắt lưng ấy. Đấy, đeo cái thắt lưng các bác xỏ thắt lưng qua đây. Đây ví dụ như ở đây em có một cái thắt lưng như này. Đó các bác xỏ cái thắt lưng qua đây, sau đó các bác đeo vào hông của bác nhá. Và các bác trong này thì các bác tháo ra, mở khóa ra để các bác đựng điện thoại này, đựng tiền này, đựng ví này. Đấy mình mang đi chơi, mang đi du lịch, bình thường là các bác phải cầm tay và các bác bỏ vào trong túi quần nó rất là bất tiện nhá. Đấy thì đây ví dụ như con ở đây một con điện thoại này. Đấy, các bác để đây. Đấy, rồi một ngăn nữa thì các bác có thể là để tài liệu, giấy tờ tùy thân, rồi là tiền nong thứ các bác cho đây nha. Đấy, sau đó là các bác đóng khóa vào. Đấy, kín đáo ngon lành ok. Màu sắc thì trang nhã đẹp lịch sự nhá. Đấy, màu nâu rất là đẹp này. Ngoài ra có cả màu đen luôn. Đấy thì bán đồng giá luôn là cứ 35.000 một túi nhá. Mọi hai màu bằng giá nhau luôn. Đấy thì có màu đen màu nâu, lấy màu nào báo nha. Đấy thì khi mà các bác đeo lên rất đẹp, đây em đeo các bác còn này. Đây các bác nhá. Đấy khi mà các bác có cái thắt lưng các bác xỏ vào. Đấy, sau đó là các bác xỏ vào cái thắt lưng. Và các bác đeo vào xem. Quá ok luôn nhá. Đấy. Đeo nó dịch sang bên hông này rất đẹp, rất tiện luôn. Đấy, đấy. Lấy ra lấy tiền hay nong một cái này. Đó, rất tiện dụng luôn nhá. Rất ok. Đấy, mình lấy cái gì nó ở ngay cái chỗ cái tầm tay mình với luôn, nó rất là tiện, rất là dễ dùng, dễ sử dụng nhá. Có thấy không? Đấy, đeo lên nhìn rất đẹp. Chất lượng luôn, ok. Đấy. 35k nhá, 35k. Cứ lên mã giúp cho em sẽ là túi da đeo hông 35.000 một cái, hai màu là màu đen màu nâu. Lấy màu nào báo nha em nhá. Túi rất đẹp. Đấy về các bác đeo vào cái hông ở bên thắt lưng nhà mình. Xỏ thắt lưng vào đây. Thế là đeo luôn. Đấy, 3 ngăn thoải mái các bác xíu đồ luôn. Điện thoại, tiền nong, ví, giấy tờ tùy thân vào đây thoải mái luôn các nhá. Sao vào. Tiếp theo thì em lên luôn cho bác đó là cái cây gãi lưng này, cây gãi lưng nhá. Đấy, tiếp tục về số lượng lớn và giá thì cũng rất hạt rẻ bác thôi. Đấy, đầu nó chất liệu là bằng nhựa sừng này. Đấy, nhựa sừng về các bác dùng gãi cái đầu nhựa sừng nó rất là êm, dễ chịu nhá. Đấy, và con này nó có thể kéo dài ra, thu ngắn vào. Đấy, rất ok luôn, rất tiện nhá. Về các bác hay những cái vị trí mà các bác không thò tay các bác gãi được, đặc biệt là lưng nhức các thứ ra, để các bác mua ok về kéo dài ra thò về sau lưng các bác gãi nhá. Đấy, gãi ngứa các nhức các thứ massage ok luôn. Giá đi em báo luôn. Bình dân hạt rẻ thôi, 10.000 nhá, 10.000. Lên mã giúp cho em sẽ là cái cây gãi lưng nhá. Đấy, bên em đang bán một cái cây gãi lưng này là 10k. 10k các nhá, 10k một cây gãy lưng thôi, chỉ có 10.000. Giá quá hạt rẻ luôn. Nhiều bác hỏi là keo hai thành phần thì bên em còn không, thì em báo bác luôn là bên em vẫn còn hàng nhá. Keo hai thành phần thì vẫn còn hàng đây. Keo hai thành phần AB đây. Đấy, thì bên em đang bán một cái típ này là 40.000 này. Một típ keo hai thành phần như này là 40.000. Đấy, 40k nhá. Keo này thì siêu cứng luôn. Đấy, các bác bất chấp cả máy khoan các thứ ra luôn, nó cứng hơn cả đá cả sắt luôn nhá. Đấy thì về rất là dễ dùng thôi. Về thì ở đây về các bác mở trên cái van này ra này. Đấy, vỏ van thì nó các bác sẽ thấy hai cái phần keo này, một cái phần màu vàng và một phần màu đen này. Đấy thì các bác dùng cái xi lanh này. Đấy, dùng cái đầu xi lanh này các bác đẩy nó lên. Đấy, các bác cho đây các bác đẩy lên. Và các bác bơm nó ra một lượng vừa đủ thôi. Đấy, nói chung là các bác xem nó ít nhiều là các bác bơm ra một cái lượng mà phù hợp để các bác cần vá cái chỗ đấy nhá. Các bác bơm ra sau đó các bác trộn đều hai cái hỗn hợp keo màu vàng và màu đen này, trộn trộn thật đều lên. Đấy, sau đó các bác phết trực tiếp vào cái chỗ mà nó cần, các bác cần vá víu, cần chóc vào. Đấy, sau đó các bác để nó khô là các bác sử dụng thôi. Keo cực kỳ chắc luôn, keo dùng thích lắm. Cái này thì bán khá là nhiều mà các bác dùng về dùng để vá, hay nhiều bác hay vá lốc máy rồi những cái chỗ mà sắt xi ống nước các thứ, ống nước bằng sắt ấy nó hay bị vỡ rồi thì các bác dùng để vá vào vệ sinh sạch sẽ cái chỗ mà các bác cần vá đi, sau đó các bác phết cái này vào. Lọ keo hai thành phần nhá. Lọ keo hai thành phần này đang có giá là 40.000. Lên mã em sẽ giúp em sẽ là cái lọ keo hai thành phần. Đấy, keo hai thành phần này 40k một cái típ keo hai thành phần nhá. 40k. Một típ này là 100ml nhá. Đấy, một típ này là 100ml. Đấy. 40k một cái lọ này các bác nhá. Nhà bác nào mà có những cái đồ bằng sắt thép hay là ống nước bị gãy vỡ thì nên sử dụng cái loại keo này. Đây là cái loại keo hàn nối vá sắt thép hay là nhựa rất là tốt luôn. Những cái chỗ mà bị vỡ nứt hay là gãy chỉ cần phủ một lớp keo lên, đợi ít phút cho nó khô cứng lại là ok luôn. Dán xong các bác có thể thấy rất là chắc luôn. Nó chống thấm nước và chịu nhiệt độ cao lên tới 200 độ C. Và các bác thấy hay nhưng ủng hộ nhá. Khóa titan. Đấy, giá thì bên em vẫn đang bình ổn bác luôn. Là sẽ là 10.000 một cái móc khóa titan này. Đấy, rất nhiều bác hỏi cái mã hàng này nhưng mà bữa trước đang bán thì hết hàng, hôm nay thì hàng tiếp tục về nhá. Em báo giá luôn 10.000 một chiếc móc khóa titan nha. Chất liệu thì là bằng titan. Đấy, titan thì các bác biết về cái
cái chất liệu nó rồi. Nó là dòng vật liệu siêu cứng và siêu nhẹ nhá. Đấy, cái dòng này thì nó là hàng của công ty chuyên sản xuất những cái đồ thiết bị cho dân phượt này, dân leo núi này, đấy, dân thám hiểm này. Đấy, đi đây, các bác nhìn cái móc khóa cũng biết rồi. Đấy, thiết kế chuyên dùng cho những cái nhà thám hiểm, nhà leo núi rồi. Thứ nhá, rất ok luôn. Đấy, con này thiết kế rất là hay. Là bình thường là các bác cũng sẽ thành có một chiếc móc bình thường nha. Đấy, nhưng mà ở đây nó có một thiết kế rất hay là nó có một cái lẫy khóa này. Đấy, một cái gen xoáy, các bác xoáy chặt vào. Và khi mà các bác xoáy chặt vào thì nó sẽ cứng ngắc lại luôn. Nó không có một cái chỗ nào nó mở ra nữa. Và nó sẽ khóa chặt luôn nhá, coi nhá, khóa chặt luôn. Đó, đây mới gọi là chuẩn là móc khóa này. Chứ còn bình thường là các bác dùng những cái móc bình thường ấy, nó chỉ có đẩy đẩy nhà thôi. Nó chỉ là một chiếc móc thôi, nó không phải là khóa. Đây nó có cả khóa này luôn. Đấy, có cả phần khóa cài luôn. Thì đây mới là chuẩn móc khóa coi nhá. Đây mới là chuẩn móc khóa này. Đấy, chất liệu bằng titan, siêu cứng, siêu nhẹ nha, dùng rất thích luôn. Đấy, về các móc chìa khóa này, móc đồ, móc đạc này, hoặc là thậm chí các bác mua về dùng để ví dụ xích chó thứ nào cũng quá ok luôn. Đấy, rồi móc đồ chịu tải cao nhá. Đấy, giá thì gửi bác giá bình dân là rẻ thôi, 10.000 một chiếc móc khóa titan nhá, 10.000 một chiếc, giá rất là hạt rẻ. Đấy, rất dễ mua và rất chắc chắn xịn sò, ok luôn. Đó, 10k một chiếc các bác nhá. Tiếp theo thì hôm nay bên shop lại về thêm cho bác cái mã hàng, đó là cái cuộn dây dù 20m nhá các bác nhá. Và em báo giá luôn, đợt này thì giá đang được giảm rất tốt bác luôn. Giá hiện tại bên em đang gửi bác giá chỉ có 20.000 một cái cuộn dây dù 20m nha. 20.000 một cuộn nhá, 20.000 một cuộn. Đó, một cuộn này dài sẽ được là 20m, rất nhiều dây luôn, 20m dây các bác biết rồi, rất là nhiều. Đấy, nó sẽ bó thành một cuộn rất đẹp nha. Đó, về các bác tháo ra để các bác xài sử dụng nhé. Con này các bác xài sử dụng rất là nhiều việc. Đấy, mình có thể là căng dây mình làm dây dây ví dụ như là căng dây buộc đồ này, rồi là các thứ ra. Đấy, chằng đồ các thứ, rồi mang các bác buộc đồ. Dòng này là dòng dây dù nhiều lõi nhá, dây dù nhiều lõi. Đây. Em lấy cho bác coi về cái phần lõi của nó nhá. Đây nha các bác nhá, đây cấu tạo bên trong của nó này. Nó gồm rất nhiều là những cái sợi nhỏ, nó sẽ bện vào thành một sợi to. Đấy, như này các bác xài nó rất là được bền các bác. Đấy, bình thường là các bác xài những cái dây, cái dạng dây dù nó chỉ có một lõi thôi ấy, thì nó rất là nhanh xuống dây, mà cái dây một khi nó đứt là nó đứt luôn các bạn, nó cũng đứt là đứt luôn. Đấy, nhưng con này là nó sự kết hợp của rất nhiều những cái lõi dây, nó kết hợp vào thành một dây nha. Đấy, nên khi mà các bác xài nó dùng rất là bền. Đấy, vì em cũng đang xài cái dây này, em đang lấy cái dây này em cột mấy cái dây buộc mấy cái cây nha, mà bền lắm, em dùng mấy năm nay mà phơi nắng phơi mưa thoải mái luôn, mà rất là bền nhá. Đấy, dùng cực kỳ bền luôn. Đấy, mà một cuộn này 20m, giá chỉ có 20.000 thôi, về các bác sử dụng được rất nhiều công việc hay trong gia đình nhà mình luôn. Đó, cuộn dây dù 20m quá nhá, giá bên em đã gửi bác là 20.000 một cuộn nha. Đấy, 20.000 một cuộn, rất chắc chắn và xịn luôn. Đó, về sử dụng rất là nhiều việc các bác nhá. Đây, phích cắm chân dẹt này. Đấy, hàng chuyên dùng cho những dòng ổ điện Nhật nhá. Đấy, ổ điện Nhật thì người ta chuyên dùng những cái chân dẹt nha. Đấy, nên các bác dùng những chân tròn, chân của Việt Nam rất là khó chịu nhá, vì cắm nó không thể cắm được, các bác chỉ có dùng chân dẹt thôi, các bác cắm vào là ok luôn. Đấy, hàng như bên em thì là hàng chuẩn, chân sẽ là chân đồng và cái chân của nó rất là dày các nhá. Đây các nhìn này, chân của nó rất là dày luôn, nên khi có cắm cái phần tiếp điểm nó tiếp xúc rất tốt nhá. Đấy, và con này chịu tải lớn lên đến là 16A này, 250V này. Đấy, và dòng này nó là dòng ổ phích chống và đập chống cháy nhá. Đấy, chất liệu nhựa chống và đập chống vỡ chống cháy cực kỳ ngon, chắc chắn chất lượng luôn. Về thì các bác đấu dây và là xài thôi. Đấy, phích cắm chân dẹt nhá, chuyên dùng cho ổ điện Nhật các bác nhá. Đấy, chuyên dùng cho ổ điện Nhật, giá của nó thì em báo giá luôn. Bên em đang gửi bác giá một cái phích cắm chân dẹt này, giá của nó chỉ có 10.000 thôi. Đấy, 10.000 các bác nhá, 10.000 một cái phích cắm chân dẹt này, 10k một cái, giá rất hạt rẻ bình dân thôi. Đấy, về các bác chuyên dùng để phục vụ những cái ổ điện Nhật nhá. Đấy, vì nó hay dùng chân dẹt, chân của nó sẽ là 100% chân bằng đồng nhá, chân bằng đồng rất xịn sò, ok. Ngoài ra thì các bác có thể dùng ở gia đình nhà mình được. Cái ưu điểm của cái dòng chân dẹt này là thứ nhất là nó tiếp điểm tốt, và thứ hai là các bác cắm là không bị tèo. Bình thường là các bác hay dùng những cái chân tròn mà chân Việt Nam hay dùng ấy, là các bác cắm lâu nó hay rất hay bị tèo, mà một thời gian là ổ nó lỏng ra rất khó chịu. Nhưng mà các bác dùng những cái con chân dẹt này thì ổ yên tâm, là ổ cái ổ mà các bác cắm cái phích này vào nó cũng rất là bền. Đấy, nên các bác yên tâm rất là hay nhá. 10.000 một cái phích cắm chân dẹt nha. Đấy, 10.000 một cái nhá. Đó, rất ok, giá rất là rẻ bình dân. Cái này thì số lượng có hạn thôi. Đấy, về đến đâu nó cứ hết đấy các bạn, vì nó không có hàng, nó không có đều ạ, nên các bác tranh thủ chốt đơn nhanh luôn nhá. Đấy, 10.000 một chiếc phích cắm chân dẹt nha. Đây, cái lô đồng hồ hàng thanh lý cửa hàng nhá. Đấy, cửa hàng người ta bán, người ta không kinh doanh nữa, thì bên em ôm lô khoảng tầm vài chục cái cây đồng hồ nha. Đấy, rất đẹp luôn, đồng hồ của nó còn mới nguyên trong hộp như này nhá. Đấy, còn mới nguyên trong hộp như này, vẫn còn nguyên cả bọc giấy bóng nữa nè. Đấy, em ôm lô thanh lý cái lô này
giá rất hời cho bác luôn nhá các bác nhá, em báo giá luôn. Các bác cứ lên mã giúp cho em sẽ là cái đồng hồ đeo tay, em báo giá luôn. Bên em đang gửi bác giá, cái giá thanh lý cho bác luôn là 90.000. Đấy, vì bên em lô thanh lý giá rẻ nên là giá nó rất tốt luôn, 90.000 một cái đồng hồ đeo tay nha. Đây, một chiếc đồng hồ mới keng này các bác nhá. Đấy. Hàng này thì em nói luôn là hàng này hàng của tàu nhá, hàng của tàu. Đây. Made in China nhá. Đấy, made in China này. Đấy thì em nói luôn hàng của tàu, không đến lúc đến nơi các bác ạ, bảo là đồng hồ Nhật các thứ giờ nó rất là khó. Đấy thì em nói luôn đồng hồ hàng của tàu nhá. Vì nói chung là nó so với tầm giá thì các bác có một cái con đồng hồ này để các bác đeo vào tay thì quá đẹp luôn. Đấy, mình đeo đi chơi đi bài rất đẹp các nhá. Đây các bác nhìn này. Rất đẹp luôn. Đấy, hàng tàu nhưng mà hàng có hãng đầy đủ hết các nhá. Đây là có hãng của Gokai này, hãng Gokai. Đấy, hãng này cũng khá là nổi tiếng, em check trên mạng là cái hãng của tàu này nhưng mà cũng rất là nổi tiếng đấy, cái hãng này. Đấy, hàng là bao sống các bác nhá. Về là các bác vẫn chạy ngon lành nhá. Đấy, các bác chỉ việc ấn nút cho em này. Xoay này, xoay cho các bác chỉnh giờ ấn nút thế là xong. Đây này, đồng hồ chạy ngon lành luôn. Mặt rất đẹp luôn các nhìn. Đây em quay cận cảnh cho các bác xem cái phần mặt nó này. Mặt rất đẹp luôn nhá. Đấy, mặt rất đẹp, dây riếc ngon lành hết luôn. Đấy, về các bác chỉ việc đeo thôi, không cần phải lắp pin hay là thay pin như nào cả. Hàng của nó là vẫn còn chạy ngon lành hết luôn. Đây, đấy, có thấy không? Đeo vào lên nhìn rất sang trọng lịch sự nha, rất đẹp nhá. Số lượng có hạn đâu nhá, khoảng tầm 20 con nó không nhiều đâu. Nên là rất là em để cho bác cái giá này nó rất là rẻ rồi. Đấy thì em báo giá luôn. Lên mã giúp em sẽ là cái đồng hồ đeo tay nhá. 90.000 một con này nhá. Đấy, chốt nhanh số lượng hạn nhá, gọi luôn cho em đi chứ không có nhiều đâu. Em đảm bảo bác luôn là cái mã này thì thể nào các bác cũng tranh nhau luôn. Vì nó không có hàng. Đấy, hàng là hàng ôm đô, cửa hàng thôi, nó có vài chục cây đâu các bạn, không nhiều đâu, nên là các bác tranh thủ chốt đơn nhanh luôn nhá. Đấy, chạy ngon lành luôn này. Đó. Rồi, 90.000 nhá, đồng hồ đeo tay. Đấy, về các bác đi chơi, đi du lịch, đi ăn cỗ ăn bàn cái thứ rồi mình đeo vào. Đấy, nhìn nó sang trọng lịch sự, nhìn nó đứng đắn con người lên rất ok luôn các nhá. Đấy, đeo vào quá ok luôn này. Đây. Đấy, các nhìn này. Tay nhìn đeo vào rất chất lượng luôn, lịch sự ok. 90.000 một cây. Vào việc chốt đơn nhanh luôn nhá, không có nhiều đâu các nhá.